Trần Trầm trở lại Kim Thánh Tông, lập tức lên để luyện dương bắt tay vào làm cho hắn là một cái cao cấp linh thủ túi. Dựa theo chủ liệu, cái này linh thủ túi thực ra đã có chút tiểu thế giới hương vị. Bên trong diện tích cực độ không nói, còn có một đầu phương viên trăm mét sông nhỏ. Nọ vô thu nhỏ thân thể đối tại bên trong cũng có thể tu luyện. Nói tóm lại, cái này linh thủ túi so Trần Trầm tại hạ giới sử dụng tiểu vô ưu tiên cung tốt. Tất nhiên, đại giới cũng là không ít. Bất quá đối với không thiếu linh thạch Trần Trầm tới nói không tính là gì. Tại hạ giới, địa giới nhỏ, có chút thiên tài địa bảo độc nhất vô nhị, có thể nói vô giá nhưng tại thượng giới đất rộng của nhiều chỉ có có đầy đủ linh thạch chủ yếu cái gì đều có thể cho ngươi lấy được đây cũng là thượng giới ưu thế hơn nửa tháng phía sau linh thú tủ chế tác hoàn thành chân trầm đem đặt tên là long trạch ân hình tượng mà lại sinh động bắt được long trạch sau đó nọ vũ liền lại đi vào đối bên trong hoàn cảnh cũng có chút vừa ý nửa tháng nay nó ngoại hình lại phát sinh một chút biến hóa giờ này khắc này nếu là bị tà long tông người nhìn thấy nó tám chín phần mười không nhận ra đây là lúc trước cái kia chân long hậu duệ thiên vạn đạo hữu dừng bước vừa rời đi luyện dương chỗ tồn tại này tòa đỉnh núi phía sau liền chuyển đến kim tông chủ la lên âm thanh chân chấm theo bản năng quay đầu lại cặp kim tông chủ mặt mũi tràn đầy vui mừng không khỏi hơi kinh ngạc thiên vạn đạo hữu không biết ngươi nắm giữ thế nhưng là mộc chi phát tắc kim tông chủ bay đến chân chấm trước mặt kích động thẳng xoa tay mộc chi pháp tắc hán gặp trần trầm thi triển qua giờ đây hỏi lại cũng chỉ là xác nhận một chút không tệ trần trầm không có phủ nhận thiên vận đạo hữu đại hảo sư a à, dịch thành ngươi nên biết a à? biết ta đi qua mấy lần dịch thành thuộc về đan hà tông giờ đây đan hà tông chủ nữ nhi tu luyện ra vấn đề vô cùng cần thiết một tên nắm giữ mộc chi pháp tắc lại tài hợp thể cảnh giới trở súng tu sĩ theo bên cạnh phụ trợ vì thế đan hà tông nguyện ý ra 500 linh tinh làm thủ lao kim tông chủ đen tay phải mở rất mở biểu lộ 10 điểm khoa trương Hắn thấy, đây cổ thực là trên trời rơi linh tinh đại hảo sự. Hơn nữa đây chính là 500 linh tinh. Lúc trước bọn hắn kim thành tông tồn kho đều không có 100 linh tinh. Đan Hà Tông không hổ là Đan Hà Tông, vừa ra tay liền là đại thủ bút. Chân chấm nghe cũng sức mặt thay đổi, hắn đã từng nắm giữ qua 500 linh tinh. Nhưng đây chính là hắn tốn trọn vẹn vài ngày mới tìm kiếm đi ra. Ách, cẩn thận như thế tính toán, còn giống như là dùng hệ thống tìm linh tinh thoải mái hơn chút ít. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Kim Tông chủ, ta gần nhất có chút việc gấp, không giành kiếm lời khoản này linh thạch lần này coi như xong đi bỏ xuống câu nói này phía sau Chân trầm tiêu sái quay người rời đi chỉ để lại tại chỗ một mặt mộng bức kim tông chủ năm trăm linh tinh đều không giành kiếm lời cái này cần là nhiều việc gấp nhân tình vừa nghĩ vậy kim tông chủ khóc không ra nước mắt cái này cao nhân liền là cao nhân cùng hắn không phải một cái cấp độ đan hà tông tín dự vô cùng tốt khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề nếu là hắn nóng lòng truyền tống đi qua cầm khoản này linh tinh nhưng vậy thiên vận tử ngược lại tốt căn bản không có thèm mẹ tự mình đa tình. Cùng lúc đó, Nam vực Tà Long Tông bên trong, đại bộ phận đệ tử đã đi ra ngoài, tìm kiếm cái kia sát hại Tà Thần Điện đệ tử hung thủ, làm sự kiện kia trực tiếp quan hệ tông môn, Tà Long Tông áp lực cực độ, sự tình lần này nếu là không làm xong, tương lai mấy năm nộp lên cho Tà Thần Điện cung phụng đều biết gia tăng thật lớn. Cũng may Tà Thần Điện dùng thủ đoạn đặc thù, đem hung thủ kia bề ngoài miêu tả ra rồi, để bọn hắn không đến mức hướng con ruồi không đầu đồng dạng mỏ mẫm tìm. Tông môn luyện đàn thất, Ngọc Bình chân nhân đang nghiên cứu đan dược mới. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một chàng tiếng gõ cửa. Nghe được thanh âm này, Ngọc Bình chân nhân khẽ cau mày, thản nhiên nói: "Vào đi." Vừa dứt lời, một tên hắc y người trẻ tuổi đi đến, nhìn thấy người này, Ngọc Bình chân nhân sắc mặt hòa hoãn không ít. Người này là lúc trước dẫn hắn tới nơi này Tà Long Tông đệ tử, tên là Phục Long, danh tự xuất sắc bá khí, bất quá tu vi tại Tà Long Tông bên trong lại không coi là xuất chúng, nhưng hắn có cái làm trưởng lão học thể cảnh phụ thân. Nguyên có Ngọc Bình chân nhân đối với hắn thái độ khá lịch sự. Ngọc Bình trưởng lão, ta đến cùng ngươi nói kiện sự tình. Phục Long thần thần bì bì nói ra, sau đó đi tới Ngọc Đỉnh chân nhân bên cạnh. Chuyện gì Ngọc Đỉnh chân nhân trong mắt lóe lên một tia hiểu kỳ. Phục Long không có trực tiếp trả lời, mà là lấy ra một cái ngọc giàn. linh lực thôi động phía dưới, một đạo hình dáng có chút mơ hồ thanh niên anh tuấn xuất hiện tại hư không bên trong. Nhìn thấy cái này thanh niên anh tuấn, Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt lấp lề xuống. Tuy là nhìn không rõ lắm, nhưng nhìn thấy cái này hư ảnh, hắn cái thứ nhất nghi đến liền là bọn hắn Ngọc Đỉnh tông cái kia tân phi thăng đệ tử Trần Trầm. Ngọc Bình trưởng lão, ta không biết gió có không có nhớ lầm ta luôn cảm giác dường như tại các người ngọc bình tông gặp qua người này phục long nhìn xem cái kia hư ảnh gái đầu một kẻ nói ra ngọc bình trưởng lão thân tại tà long tông tự nhiên biết một chút tà long tông phát sinh sự tình cũng biết giờ đây toàn bộ tông môn tu sĩ đều ra ngoài đi tìm một người nghe nói người kia chém giết tà thần điện đệ tử tiện thể diệt không ít tà long tông tu sĩ chẳng lẽ tìm kiếm người kia liền là hư ảnh bên trên cái này nghĩ tới đây hắn lắc đầu nói Ngươi nhớ lầm, ta không nhớ do chúng ta ngọc bình tông của người này. Mặc kệ cái kia hư ảnh có phải hay không trần trầm, chỉ cần phủ nhận liền là ngọc bình chân nhân không ngốc, thậm chí có thể nói bên trên cáo già. Từ khi phục long đi tới phía sau, sắc mặt hắn liền không có phát sinh một tơ một hào biến hóa. Quả thật không có ngọc bình đạo hữu, phía trên thế nhưng là ra lệnh. Nếu là có thể tin tới người này, chúng ta tà lăng tông tương lai 10 năm cung phụng miễn trừ. Tông chủ vì thế nói ra 200 linh tinh treo giải thưởng. Nếu đây là các người Ngọc Đình Tông đệ tử, người cũng không nên giấu giếm ta. Đến lúc đó cái kia ban thưởng người ta một người một nửa. Phục Long nửa tin nửa ngờ phải nói. Tu sĩ si ký ức đều cực mạnh, lúc đó hắn mặc dù không có đặc biệt chú ý trần trầm. Nhưng cuối cùng mới đi qua mấy tháng, tại thể ấn tượng vẫn là có. Bỏ qua những nhân tố khác, chỉ luận tướng mạo. Hắn cơ hồ có thể khẳng định hư ảnh cùng lúc đó nhìn thấy Ngọc Đình Tông đệ tử giống như đúc. 200 linh tinh chập 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 đáng tiếc. Ta ngược lại hy vọng đó là chúng ta Ngọc Bình Tông đệ tử nhưng chúng ta ngọc đỉnh tông nơi nào đến công hoành như vậy đệ tử một người chạy đến nam vực đến không nói còn là một kiện đại sự chén giết tòa thần điện phân thần hậu kỳ đệ tử ta đều chưa hẳn làm được nếu thật có dạng này đệ tử ta còn có thể làm tông chủ ư ngọc đỉnh chân nhân từ cười nhạo nói phục long nghe vậy liên tục gật đầu nhưng trong lòng thì âm thầm mỉa mai nếu không là nguyên nhân này hắn đã sớm chính mình đi ngọc đỉnh tông điều tra tình huống ai còn có thể cùng ngươi nói trưởng lão ta ý là chúng ta muốn tìm người có phải hay không là các người ngọc đình tông đệ tử huynh đệ sinh đôi hoặc là thần thích các loại song càng như thế giống nhau không chỉ có riêng là trùng hợp trưởng lão ngươi yên tâm nếu thật cùng ngọc đình tông có liên lụy chúng ta tà long tông cũng sẽ không truy xét cuối cùng giờ đây ngọc đình tông đã cùng tà long tông một thể ngọc đình chân nhân nghe vậy cúi đầu súng trầm ngâm vài tiếng trong mắt lưới lên một tia không dễ dàng phát giác sát, sát cơ sau đó hắn ngẩng đầu lên như vậy đi ta đưa tin trở về hỏi một chút rất lời, hắn lấy ra đưa tin lệnh bài, tại truyền ra mấy đạo tin tức phía sau, hắn lắc đầu. Bác đắc sĩ nói, thật không có, đã như vậy, vậy liền tính toán. Phục Long không vui phất phất tay, quay người rời đi. Mới vừa vừa đi luyện đàn thất, hắn liền lấy ra đưa tin lệnh bài. Hẹn trước tông môn một đầu chân long hậu duệ quan hệ 200 linh tinh, hắn nhất định phải đi ngọc đỉnh tông đích thân nhìn một chút. Mới có thể yên tâm, thiên vận đạo hữu, đan hà tông bên kia nói ra điều kiện mới, không chỉ có 500 linh tinh. Nếu là có thể giải quyết tông chủ kia con gái tu luyện vấn đề, con có thể cùng tông chủ con gái kết làm đạo lữ, không qua mấy ngày, Kim tông chủ lại tìm tới Trần Trầm, ngư khí so với lần trước càng xúc động, Dứt lời, hắn còn lấy ra một khối lưu ảnh thạch, thôi động linh lực phía sau một cái tiên nữ đồng dạng nhân vật xuất hiện tại hư không bên trong, nhìn sen trong hư không nhân ảnh, Trần Trầm hơi có chút ngây người, nữ tử kia vẻ mặt sắc thực có thể nói tuyệt mỹ bất quá một giây sau hắn liền phản ứng lại tại hạ giới ngọc quỳnh đều có thể làm ra mỹ dung đan đến húng chi cái này thượng giới đây nữ tổ này tám chín phần mười là nhân tạo mỹ nữ khẳng định là dạng này nghĩ tới đây hắn cười nhạt một tiếng nói kim tông chủ có phải hay không cung cấp hợp thể trở xuống một chi pháp tắc tu sĩ tin tức cho đan hà tông còn có thể có ban thưởng anh kim tông chủ nghe vậy mặt mo đỏ ửng gái gái đầu chọc có chút ngượng ngùng nói không nghĩ tới thiên vận đạo hữu nước mắt một cái thấy ngay Thực tế xấu hổ, Đan Hà Tông tu sĩ nói, nếu là có thể cung cấp cái này tu sĩ tin tức. Thường 100 linh tinh, thiên vận đạo hữu, nếu là ngươi thật có hứng thú lời nói, cái này 100 linh tinh ta cũng sẽ cho ngươi. Chân chấm nghe đến đây không đi ý nghĩ kiên cố hơn quyết thứ nhất. Đương nhiên là bởi vì hắn trung trinh một lòng. Thứ hai, hắn luôn cảm giác ở trong đó có bẫy dập gì. Tu luyện ra vấn đề, cũng không phải mất mạng, về phần lấy thân bảo đáp ư. Còn có hợp thể phía dưới, khống chế mộc chi pháp tắc. Cái này hạn định điều kiện của thực liền là làm hắn đo thân mà làm chuyện này quá mức kỳ cuộc để hắn sinh ra lòng cảnh giác Kiên tông chủ cái này linh tinh kiếm lời không được chân trầm nghiêm túc khoát tay áo dùng có chút cứng nhắc ngư khí nói ra kim tông chủ gặp chân trầm vẻ mặt này hiện tại hậm hực nhẹ gật đầu quay người rời đi cao nhân ý nghĩ hắn không hiểu nhưng nếu cái này thiên vận tử không vui hắn cũng không cách nào cưỡng cầu cái kia ban thưởng tất nhiên mê người nhưng thiên vận tử hắn đắc tội không nổi không nói cái kia thôi diễn thiên cơ năng lực liên nói lúc đó tại long dưới một kiếm chém giết hợp thể chân long hậu duệ thực lực cường đại Liên để hắn không dám sinh ra may mắn tâm lý các ngươi ngọc bình tông nhưng có tên tu sĩ này phục long ngồi truyền tống trận một phen chăn trở phía sau đạt tới ngọc bình tông tuy ý tìm một tên giữ cửa đệ tử phía sau đem trần trầm nhân ảnh hư ảnh làm đi ra chưa thấy qua giữ cửa đệ tử lắc đầu liên tục ngọc bình chân nhân thật sớm đưa tin trở về đồng thời xuống phong khổ lệnh nguyên cầu hắn nhìn thấy người kia như phản ứng đầu tiên liền là lắc đầu nhưng phục long cũng không phải đồ mốc các đệ tử này đều không có nhìn kỹ vậy mà liền phủ nhận khiến trong lòng của hắn hoài nghi càng lớn quả thật không có Phục Long lại hỏi một lần, ngư khí đã trở nên có chút lạnh lẽo. Không có, tuyệt đối không có, làm sao có khả năng? Ta rõ ràng gặp qua người này, ngươi nếu là nói thật, ta cho ngươi một vạn linh thạch cực phẩm. Đồng thời dẫn ngươi đi tà Long Tông, từ nay về sau lên như diều gặp gió. Cái này, cái kia giữ cửa đệ tử lâm và trần chờ. Phục Long gặp có hy vọng, lập tức lại bổ sung. Ngươi nếu không nói, ta lại đi hỏi những người khác nếu là những người khác đáp án cùng ngươi không giống nhau đừng trách ta đem ngươi nghiền xương thành cho bực này uy bức lợi dụng phía dưới cái kia giữ cửa đệ tử làm sao có thể gánh vác được áp lực lập tức triệt để đồng dạng đen trần trầm cung cấp đi ra đồng thời biểu lộ rõ ràng trần trầm lúc này ra ngoài du lịch cũng không tại trong tông môn nghe nói như thế phục long vui mừng quá đỗi tuy là người này vắng mặt trong tông môn nhưng khẳng định biết lâu lại đưa tin phương thức đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc không sợ tìm không thấy người nghĩ tới đây hắn giải bước đi vào ngọc đỉnh tông bên trong Trần Trầm, ngươi ở đâu? Kim Thánh Tông bên trong, Trần Trầm đột nhiên nhận được Sư Tổ Thanh Mộc đưa tin. Trần Trầm không có che giấu, trả lời. Ta tại Nam Vực, thế nào Sư Tổ, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi vậy mà thật tại Nam Vực Trần Trầm. Ngươi có phải hay không tại Nam Vực đã làm gì đại sự tà Long tông người đã tra được chúng ta chỗ này tới? Ta vừa mới nhìn hắn đi tìm Đại Tông Chủ, nhìn thấy cái này đưa tin, Trần Trầm trong nội tâm lột bộ một tiếng. Quả nhiên, cái này thiên hạ không có không lọt gió tường lúc đó diệt tà thần điện đệ tử cùng mấy cái tà long tông đệ tử vẫn là lưu lại đầu mối làm sao bây giờ không chờ hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết bên kia thanh mục liền nói tông chủ lão nhân ra người theo tà long tông đưa tin trở về nói chuyện này rất có thể chỉ có lần trước đến chúng ta tông môn tiểu tử kia một người biết để cho ta hoặc là không làm đã làm thì cho xong ăn bài tu sĩ trên đường cướp giết hắn người kia thực lực gì các người nhưng nhất thiết phải cẩn thận Trần trầm có chút vội vàng nói việc này là hắn làm nếu như bị phát hiện cùng lắm thì liền bắt đầu lánh nạn kiếp sống nhưng nếu là liên lụy ngọc đỉnh tông vậy hắn cũng quá băn khoăn vừa bước vào phân thần cảnh không bao lâu để cho ổn thỏa tông chủ lão nhân ra người để cho ta an bài hai tên phân thần trung kỳ tu sĩ đi qua chân trầm ta không biết rõ người đã làm gì sự tình nhưng người đều tra được vùng hẻo lánh địa phương tới nam vực tình huống có thể nghĩ mà biết người nhiều hơn lưu ý tiếp lấy thanh mộc liền không còn đưa tin chân trầm nắm đưa tin lạnh bài trong đầu trước tiên nghĩ đến chính là đan hà tông sự tình rất hiển nhiên, đó là cái mồi, còn tốt chính mình không đi. Tà Long Tông, chân chấm hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm lên. Sau đó hắn đột nhiên đứng lên, bay khỏi Kim Thánh Tông, một bên khác, Phục Long cũng rời đi Ngọc đỉnh Tông. Lúc này sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới tại Ngọc đỉnh Tông vậy mà bị như thế lớn lực cản. Cái kia đại tông chủ tuyên bố người kia là tân nhập môn không báo lâu đệ tử, hắn không có người kia đưa tin lệnh bài, hỏi lại cái khác tin tức, hắn hoàn toàn không biết. Thấy vậy hắn chỉ có thể rời đi Ngọc đỉnh Tông hắn không phải người ngu như bức bách quá đáng chỉ sợ gây nên phản phệ nhưng hắn cũng không hề từ bỏ lần này trở về hắn chuẩn bị mang phụ thân hắn cùng đi cái này ngọc đình tông lấy phụ thân hợp thể cảnh giới thực lực không sợ đám người này không nói như đám người này thật không nói phụ thân còn biết sư hồn thuật nghi đến sư hồn thuật cường đại hắn trong mắt lóe lên một tia hùng quang đang lúc hoàn tính toán ăn bài thế nào ngọc đỉnh tông thời gian chỗ không xa hư không bên trong bỗng nhiên bắn ra một chuôi lưỡi dao âm um, âm um. một tiếng vang trầm phục long căn bản chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào nhục thân liền đã tan vỡ nếu không là hắn có bảo vệ thân hồn pháp bảo một kích này liền đủ để cho hắn hình thần câu diệt ai đến cùng là ai phục long vừa kinh vừa sợ bốn phía quan sát trong hư không đi ra hai tên mang theo xấu xí mặt lộ người trên mình tản ra phân thần trung kỳ cường đại gợn sóng nhìn thấy hai người này phục long không nói hai lời một mình bỏ chạy về phần hắn dưới thân chân long hậu duệ thì lưu lại làm ngăn cản nhưng hai người kia rõ ràng là ôm tất sát tín niệm đến một người kiềm chế lại chân long hậu duệ sau đó một người khác của quyết tộc cùng đuổi theo khắc khắc lại có chân long hậu dệ làm tòa kỵ xem ra là một cái dây béo nghe được phía sau khàn khàn thanh âm phục long vái cả linh hồn trực tiếp đem trên mình nhẫn chữ vật ném ra ngoài tha ta một mạng những cái này đều cho ngươi ha ha kèm theo cười lạnh một tiếng chơi này sắc bén kiếm lôi của lấy cường đại tột cùng kiếm khí từ phía sau lưng lại lần nữa đánh tới ừm um, lần này bảo hộ thân hồn pháp bảo cũng ngăn cản không nổi trực tiếp vỡ nát phục long thì mang theo lòng tràn đầy không cam lòng hình thần câu diệt mang theo xấu xí mặt nạ phân thần trung kỳ tu sĩ liếc mắt nhìn trong tay nhận chữ vật căn bản không xem xét bên trong có cái gì liền trực tiếp bóp thành vỡ nát sau đó quay người lại trợ giúp đồng bạn đem cái kia chân long hậu duệ cũng cho giết làm xong tất cả những thứ này nàng mới lấy xuống mặt nạ chính là đã khôi phục không sai biệt làm vô niệm tiên tử tiểu tử này thật là có thể gây chuyện đáng tiếc những cái này đủ tốt vô niệm tiên tử thở dài một mồi lửa đem chân long hậu duệ cho thiêu thành cho tàn ừm um, Ngọc Bình chân nhân luyện đàn thất cửa bị trực tiếp oanh mở, đi vào là một tên râu tóc đều dựng, như là sư tử đồng dạng lão giả phục trưởng lão ngươi cái này là ý gì nhìn xem lão giả này ngọc bình chân nhân thần sắc bình tĩnh hỏi phục long có phải hay không các ngươi ngọc bình tông sắp xếp người giết phục trưởng lão đi thẳng vào vấn đề ngữ khí lạnh lẽo tột cùng tuy là phục long không cùng hắn nói tình huống cụ thể nhưng trong tông môn chân long hậu duệ điều động đều có ghi chép phục long mệnh dàn nghiền nát phía trước đi là ngọc bình tông đoạn thời gian trước lại cùng ngọc bình chân nhân thường xuyên lui tới Phục trưởng lão trước tiên hoài nghi đương nhiên là Ngọc Đình Tông. Ngọc Đình chân nhân nghe vậy trên mặt lộ ra về kinh ngạc hỏi, phục công tử đã chết cái này sao có thể? Nhìn thấy Ngọc Đình chân nhân thần tình, phục trưởng lão trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá một lát sau ánh mắt liền trở nên kiên định. Thà giết là một ngàn, không thể buông tha một cái. Cái này Ngọc Đình chân nhân tại Tà Long Tông địa vị không tính quá cao, hắn làm qua phân điểm, cũng không có người biết nói cái gì nghĩ tới đây hắn trực tiếp gió xét ra tay đem ngọc đỉnh chân nhân trấn áp không thể động đậy sau đó đưa tay đặt tại ngọc đỉnh chân nhân trên đầu phục trưởng lão ta thần thức tù vi không thua người người đối ta dùng siêu hồn thuật vô dụng ngọc đỉnh chân nhân mặt hơi có chút biến hình khó khăn nói ra oanh nghe nói như thế phục trưởng lão một trường liền đem ngọc đỉnh chân nhân đánh bay ra ngoài sau đó dùng hung ác vô cùng ngữ khỉ nói ra ngọc bình chân nhân chuyện này ta nhất định sẽ tra cái cha ra manh mối ta hiện tại liền đi ngọc bình tông Ngươi cầu nguyện chuyện này tốt nhất cùng các ngươi Ngọc Đỉnh Tông không có quan hệ, không phải vậy ta định đem các ngươi Ngọc Đỉnh Tông tất cả tu sĩ tàn sát hầu như không còn. Tiếp đó đen thần hồn hòa vào pháp bảo bên trong, rất lời hắn lại ngoảnh lại nhìn về phía phía sau một người tú sĩ, phân phó nói: "Ở đây bố trí súng trận pháp, không ta phân phó, không được để hắn rời đi một bước, không được để hắn phát ra một đầu đưa tin, hiểu chưa?" Minh Bạch, tu sĩ si kia trùng điệp lên tiếng, sau đó liền bắt đầu bố trí trận pháp nhìn thấy một màn này ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt trở nên hết sức khó coi một tên hợp thể cảnh nắm giữ sư hồn thuật tu sĩ đi điều tra việc này tám chín phần mười có thể tra ra đầu mối nếu là thật sự bị hắn phát hiện phục long là ngọc đỉnh tông người giết cái kia ngọc đỉnh tông thật liền xong rồi nghĩ tới đây trong lòng bàn tay hắn đã thầm ra mồ hôi lạnh nhưng hôm nay hắn không thể đưa tin tại tà long tông bên trong cũng là lẻ loi một mình căn bản không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết anh là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi khả năng đây là số mệnh đi khẽ thở dài ngọc bình chân nhân nhắm mắt lại lấy che giấu trong mắt vẻ tuyệt vọng một khắc đồng hồ sau đó phục trưởng lão liền mang theo mười tên phân thần cảnh đệ từ rời đi tà long tông trung trung điệp điệp hường lấy phụ cận một tòa đại thành tiến đến cho lấy mang nhiều như vậy người hắn là mang theo tiêu diệt một cái tông môn tâm tư đi việc này vô luận như thế nào hắn đều muốn tra ra chân tướng chân chân tìm phục tại tà long tông phụ cận trong một ngọn núi cái gọi nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương hắn tới nơi này đã có một hai ngày tất nhiên chỉ yếu nhất mục đích là làm đám người vạn nhân ngọc bình tông làm việc bất lợi để người kia chạy trốn hắn có thể làm một chút kết thúc công việc cuối cùng việc này can hệ trọng đại hắn nhất thiết phải toàn lực ứng đối kết quả chờ hai ngày người không đợi được ngược lại là nhìn thấy một nhóm tu sĩ bay ra tà long tông nhóm này tu sĩ trên mình mang theo một cỗ sát khí rõ ràng không phải ra ngoài làm việc tốt suy nghĩ một chút hắn đưa tin cho sư tổ thanh mộc sư tổ ngươi hỏi một chút tông chủ lão nhân ra người Long Tông mới vừa ra ngoài đám người kia là làm gì? Nửa khắc đồng hồ phía sau, Thanh Mộc liên truyền đến tin tức. Chân trầm, Tông chủ lão nhân ra người liên lạc không được. Nhìn xem cái này đưa tin, chân trầm trong nội tâm lộp bộ một tiếng. Không nói hai lời bay khỏi thâm sơn. Để ngạo vô mang theo chính mình lấy tốc độ nhanh nhất hướng phụ cận một tòa đại thành xuất phát. Tại linh thạch mở đường phía dưới, bắt quá gần nửa ngày. Hắn lên đi tới vùng hẻo lánh địa phương thông tiên thành. Tại thông tiên thành chờ đợi ước chừng nửa canh giờ hắn lại lần nữa nhìn thấy tà long tông đám người kia quả nhiên là hướng về phía ngọc đỉnh tông đến việc này có chút khó làm chân trầm trong nội tâm thở dài Năm vực cuối cùng không phải vùng hẻo lánh địa phương không phải diệt sát một cái tu sĩ hủy thi diệt tích liền có thể vạn sự không lo lúc trước chính mình chém giết đám người kia phía sau đã làm tốt nhất giải quyết tốt hậu của công việc không nghi tới vẫn là đưa tới lớn như vậy phong ba hiện ở loại tình huống này chỉ có thể một con đường đi đến nghĩ tới đây hắn lại lần nữa đưa tin cho sư tổ thanh mộc sư tổ việc này là ta liên lụy đến ngọc bình tông hiện tại có một nhóm ta lang tông tu sĩ hướng ngọc đỉnh tông đi đứng đầu hợp thể cường giả cái gì hợp thể cường giả cái kia chúng ta bây giờ liền bỏ đi thanh mộc chấn động vô cùng trả lời không thể bỏ đi tà long tông hiện tại không có chứng cứ xác thật có lẽ còn không có làm khó ngọc đỉnh chân nhân nhưng nếu như các người rút lui cái kia ngọc đỉnh chân nhân nhưng là thảm vậy làm sao bây giờ bố chi súng phong cấm trận pháp ta lập tức quay lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn thanh mộc không phản bác được một người nếu là vào một cái không tốt tông môn có thể xưng là bên trên một chiếc thuyền giặc nhưng trần trầm ngược lại tốt hắn gia nhập ngọc đỉnh tông xem như ngọc đỉnh tông bên trên hắn thuyền giặc nhưng lại có thể làm sao đây việc đã đến nước này chỉ có thể nghe trần trầm an bài chờ trần trầm trở lại ngọc đỉnh tông thời gian ngọc bình tông hoàn cảnh có thể coi là thân hồn nát thần tính tuy là tông chủ không nói cho bọn hắn phát sinh cái gì nhưng này tầng tầng trận pháp đều nói cho bọn hắn sắp có đại địch tiền đến lại lần nữa nhìn thấy trần trầm thanh mục ánh mắt hết sức phức tạp tiểu tử này tại hạ dưới thời điểm lên 10 điểm có thể gặp rắc rối không nghĩ tới đến thượng giới vẫn là đã hình thành thì không thay đổi chân trầm chúng ta thực lực này có thể diệt hợp thể tu sĩ si ư có thể chân trầm chém đinh chặt sắt nói cái kia diệt đám người này sau đó làm sao bây giờ tà long tông khẳng định sẽ còn phái người đến cha lần sau nói không chừng tà long tông tông chủ liền sẽ đích thân đến thanh mộc bất đắc dĩ nói ra luôn như thế giết người diệt khẩu cũng không phải chút chuyện à ngược lại lỗ thủng sẽ càng cho càng lớn chân trầm nghe vậy cắn răng âm thanh lạnh lùng nói đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp nhìn một chút có thể hay không diệt tà long tông thanh mộc triệt để im lặng dựa theo chân trầm ý tưởng này tà thần điện truy tra xuống chẳng phải là cũng muốn tiêu diệt tà thần điện nhìn dạng này cũng không bước vào hộp thể cảnh giới a à. nói chuyện hơi thở ngược lại là lớn dạ người chân trầm không có giải thích hắn ngược lại là muốn diệt tà thần điện nhưng không năng lực này mà hắn cho nên muốn làm như thế tuyệt chủ yếu là làm đem ngọc Đình tông cho hải ra ngoài hắn ai làm mấy chịu tuy là cuối cùng khẳng định sẽ đem sự tình làm lớn nhưng hết tài đầu mâu chỉ sẽ đổ với đến trên người hắn mà không giống bây giờ đều là có người tìm ngọc đỉnh tông phiền toái về phần về sau ngọc đỉnh tông an bài thế nào chỉ có thể tất cả đều đưa đến nam vực trước nhập vào lê tiên tông trong đầu nhanh chóng lướt qua từng cái ý nghĩ sau đó chân chấm hít sâu một hơi làm xong chiến đấu chuẩn bị ngạo huynh tả tất cả những thứ này nhưng cũng là vì ngươi ngươi đợi một chút nhưng phải xuất một chút lực lượng Mạc Vũ nghe được Trần Trầm truyền âm sau đó cũng có chút băn khoăn, lập tức bảo đảm nói: "Đạo hữu yên tâm, đợi một chút cái kia hợp thể tu sĩ giao cho ta." Nó vừa mới dứt lời, nơi chân trời xà bỗng nhiên lăn lộn, không đợi Ngọc Bình Tông tu sĩ phản ứng lại, một đầu thân dài hơn 200 mét kim long liền rơi vào Ngọc Bình Tông sơn môn phía trước. Ngay sau đó Ngọc Bình Tông bốn phía liền vang lên một tiếng dường như sấm sét hét lớn. Ngọc Bình Tông tất cả tu sĩ, tất cả đều cút ra đây cho ta. Nghe được âm thanh này hết lớn, không ít Ngọc Bình Tông tu sĩ trong mắt xuất hiện khủng hoảng thần sắc. Ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người nhưng không biết đến hợp thể cảnh giới cường giả uy thế. Càng không có nghĩ tới có một ngày như vậy. Hợp thể cảnh giới tu sĩ biết đánh tới cửa. Ngọc Bình Tông bên trong lặng ngắt như tờ. Bên ngoài thanh âm kia trở nên hơi không kiên nhẫn. Cái khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta tới nơi đây làm chỉ là điều tra một ít chuyện. Nếu là việc này cùng Ngọc Bình Tông không có quan hệ, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các người. Phục trưởng lão vừa dứt lời, sơn môn trận pháp liền bị mở ra, lộ ra trận pháp sau đó sơn môn thần thức tiến vào phía sau hắn liền cảm ứng được từng cái dọa đến không dám loạn động tu sĩ một nhóm ít ngồi đáy giếng phục trưởng lão hơi nhẹ một tiếng liền xảy bước bước vào ngọc đỉnh tông bên trong về phần cái khác mười tên phân thần cảnh cường giả thì theo sát phía sau tuy là bọn hắn chỉ có mười một người nhưng khi thế kia lại như là thiên quân vạn mã một bộ hoành hành không sợ tư thế không có cách vùng hẻo lánh địa phương cùng ngũ đại vực ở giữa vẫn là có kinh ngạc lúc đó phục long như thế cái phổ thông đệ tử đi tới ngọc đỉnh tông liền có thể dạ lùi xích ma tông Chờ nói chi là hôm nay tới nơi này là một tên hợp thể cảnh trưởng lão kèm thêm lấy mười tên phân thần cảnh cường giả. Bậc này lực lượng muốn giết Ngọc Bình Tông, cái kia Ngọc Bình Tông một cái tu sĩ đều chạy không được. Mấy vị, các ngươi đây là, đương nhiệm Ngọc Bình Tông đại tông chủ Kim Hóa chân nhân tiến lên đón, cười rạng rỡ. Ngươi là phục trưởng lão liếc mắt nhìn hắn lạnh giọng hỏi, tại hạ là Ngọc Bình chân nhân thân truyền đệ tử, giờ đây trong tông môn người chủ sự. Kim Hóa chân nhân giải thích một câu, thân tình có chút nhát gan, người chủ sự ta hiểu được. Phục trưởng lão nhẹ gật đầu, không nói hai lời liền đen tay đè tại kim hỏa chân nhân trên đầu. Kim hỏa chân nhân cực kỳ hoảng sợ, liên tục đấu tranh, đồng thời hoảng sợ nói: "Tiên bối, ngươi đây là làm gì? Làm gì sư hồn? Ngươi cho ta có thời gian ở đây phản đoán các ngươi nói chuyện là thật là giả ứ. Phục trưởng lão âm thanh hung dữ nói ra, sau đó một tia hắc khí liền theo trong bàn tay hắn chu ra, nhưng vào lúc này, một tay đáp lên hắn chỗ cổ tay, tiếp đó cứ thế mà đen tay hắn di chuyển đến một bên. Phục trưởng lão sầm mặt lại, ngoảnh lại nhìn về phía bên cạnh lúc này mới phát hiện một người trẻ tuổi chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn mặt bên chính dưa dỗi tay nằm lấy cổ tay hắn người trẻ tuổi thần tình nghiêm túc ánh mắt thâm thúy hắn dám xác định chính mình chưa từng gặp qua nhưng chẳng biết tại sao lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc là hắn là hắn phía sau truyền đến một đạo kinh hô thanh âm nguyên bản lạnh nhạt như là vạn năm hàn băng tà long tông tu sĩ vậy mà bởi vì khiếp sợ mà nhảy dựng lên phục trưởng lão lúc này cũng nhận ra trần trầm con người nhảy mắt co lại thành to bằng mũi kim Nguyên Lai like là người, rồi này khắc này, hắn cái gì đều hiểu, chẳng trách mình nghi tử biết chết. Nguyên Lai like gặp đến nơi này người, người này liền tà thần điện đệ tử cũng dám giết, chờ nói chi là Phục Long. Nghĩ tới đây, một đạo cung hoành linh lực theo trong tay hắn bắn ra, nhưng không tránh thoát đối phương tay. Lúc này hắn mới nghĩ đến đối phương là một cái tu thành cửu chuyển kim thần quyết luyện thể tu sĩ. Phục trưởng lão biểu lộ nghiêm túc, đối phương mặc dù chỉ là phân thần kỳ tu vi, nhưng hắn cũng không dám có chút khinh thường. Tu thành cửu chuyển kim thần quyết, dám giết tà thần điện người có thể tại bước vào hộp thể cảnh phía trước nắm giữ pháp tắc cái này ba cái vô luận cái nào một đầu đều nói do đối phương không phổ thông dạng này tu sĩ đáng giá hắn toàn lực đối đãi mọi người bỏ đi đều trốn đi kim mọi chân nhân hô to một tiếng sau đó vọt vào xa xa một tòa thật sớm bố trí tốt trong trận pháp nhưng cái kia ngay người ngọc đình tông tu sĩ nghe đến đây cũng phản ứng lại trong chớp mắt như là gió cuốn mây tan đồng dạng toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa trừ cái đó ra sơn môn trận pháp cũng trong phút chốc đóng lại phục trưởng lão một đoàn người lập tức biến thành cá trong chậu Chân chân thấy vậy buông lòng tay ra, hướng về sau thụt lùi mấy chục bước, sâu kỳ nói ra, đối thủ của ngươi không phải ta. Rất lời một tiếng long mâm rung trời, ngạo vũ trực tiếp theo long chạch bên trong vọt ra. Lúc này thân thể của hắn tuy là chỉ có vài chục mét dài ngắn, nhưng khí thế lại vượt qua phục trưởng lão một cấp. Phục trưởng lão làm tà long tông trưởng lão, đối chân long hậu duệ quen thuộc nhất bất quá. Nhìn thấy ngạo vũ sau đó, sắc mặt hắn né mắt trở nên xấu xí vô cùng. Đây là một đấu huyết mạch cực độ đến gần chân linh thanh long. Hơn nữa tu vi bước vào hộp thể cảnh giới, bố trí hàng long trận, phục trưởng lão hét lớn một tiếng một cái vòng tròn pháp bảo theo trong cơ thể hắn chui ra hướng về ngạo vũ nghênh đón phía sau hẳn những cái kia phân thân cảnh đệ tử thì là bắt đầu nhanh chóng bố trí trận pháp cái kia chân long hậu duệ tất nhiên thực lực mạnh mẽ nhưng tà long tông đó là đặc biệt đối phó loài rồng yêu thú tông môn đối mặt một đầu hợp thể chân long hậu duệ tại có trưởng lão dẫn dắt phía dưới cũng không đến mức bối rối chân châm thấy vậy không nói gì trong lòng bàn tay mục chi pháp tắc ẩn ký phát sáng lên ngọc bình tông bên trong đại thụ vô số trong khoảnh khắc liên bạo đã tăng tới hơn ngàn mét to lớn thân cây giống như núi hướng về những cái này phân thần kỳ tu sĩ đụng tới Dâm dâm dâm, vai tiếng trầm đục cái gọi hàng long chặn liền bị anh được liền xiềng mấy cái nhược điểm phân thần tu sĩ càng là tại chỗ thủ huyết bản thân bị trọng thương phúc trưởng lão cùng ngạo vũ giao thủ thời điểm chú ý tới một màn này nội tâm xuất hiện một vệt mù mịt đối phương sớm đã có chuẩn bị hôm nay muốn cầm súng đối phương chỉ sợ có chút khó khăn nghĩ tới đây hắn hướng thẳng đến ngọc đỉnh tông trận pháp đi qua cái này vùng hẻo lánh địa phương tông môn trận pháp không tính là cường hãn chỉ cần công phá trận pháp chạy đi vậy liền có một chút hy vọng sống dù gì cũng có thể đem nơi này tình huống truyền về tông môn để tông môn có chỗ ứng đối đương một tiếng vang trầm hắn công kích còn không chạm đến trận pháp liền bị ngạo vũ cứ thế mà dùng thân thể ngăn cản trở về trần trầm gặp ngạo vụ đối phó phục trưởng lão hoàn toàn không có vấn đề trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra nguyên lai tưởng rằng phục trưởng lão cái này tà long tông sinh ra tu sĩ đối phó chân long hậu duệ có lượng lớn chiến lược bổ trợ đây hiện tại xem ra cái này chiến lực bổ trợ cũng rất có giới hạn đã như vậy hắn liền có thể an tâm đối phó tà lăng tông tu sĩ khác đối phó những cái này phân thần tu sĩ hắn không cần đến một kích liền có thể hao tổn linh hoạt kỳ ảo lực lượng vạn hóa thần phong chỉ là dùng một chi pháp tắc dây dưa khống chế liền đủ không qua một khắc đồng hồ mười tên phân thần cảnh tu sĩ liền đã vẫn lạc hơn phân nửa ngọc Đỉnh tông trận pháp bên trong kim mọi chân nhân nhìn xem một màn này trong nội tâm rung động không thôi ngoảnh lại đối bên cạnh thanh mộc nói thanh mộc đạo hữu người này thật là người đồ đệ đồ đệ như thế nào mạnh mẽ như thế thực lực thế này coi như là tông chủ lão nhân ra người cũng không sánh nổi anh thanh mộc có chút xấu hổ trong lòng của hắn làm sao không khiếp sợ hắn cái này mới thật không dễ dàng bước vào phân thần cảnh không bao lâu đồ tôn đều giết phân thần như giết chó khiến trong lòng hắn hơi có chút cảm giác khó chịu là đồ đệ của ta ta cảm thấy hắn có thể là một cái đại năng chuyển thế đi thanh mộc có chút không xác định nói cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích đồ tôn này vì sao cường hoành như vậy thì ra là thế, khi Hòa chân nhân nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên kính sợ lên. Mà lúc này, Trần Trầm đã đem mười tên phân thần cảnh tá long tông tu sĩ chém giết hầu như không còn. Giết cái này một nhóm phân thần cảnh tu sĩ, Trần Trầm không chút khách khí. Trực tiếp vận dụng hạo nhiên thành quang quyết đem bọn hắn tất cả đều tịnh hóa. Lực lượng thần thức tăng thêm một bước, cơ hồ muốn đạt tới phân thần đỉnh phong tiêu chuẩn. Hô, Trần Trầm thỏa mãn thở ra một hơi tiếp đó nhìn về phía còn tại cùng phục trưởng lão kịch đấu ngạo vũ ngạo huynh muốn ta hỗ trợ ư không cần nọ vu ôm ồ mà nói lúc này nó đã chiếm cứ tuyệt đối quan trên nó vừa dứt lời phục trưởng lão lại là nhân cơ hội nhìn về phía trần trầm trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi nghẹn ngào quát tiểu tử ngươi vì sao biết tạ thần điện trí cao bí thuật thôn thần bí điển thôn thần bí điển trần trầm trong lúc nhất thời không phản ứng cho ta tới một lát sau hắn mới hồi thần lại nguyên lai like là hạo nhiên thành quang quyết đa khụ khụ hắn một mực đem thôn thần bí điển xưng là hạo nhiên thành quang quyết cái này một lúc sau hắn đều đem hạo nhiên thành quang quyết bản danh quên hạo nhiên thánh quang quyết là tà thần điện trí cao bí thuật chân trầm cẩn thận nhớ lại một phen lúc trước hạo nhiên thánh quang quyết là theo một cái tên là tà đế cường giả thức hải bên trong đạt được cái kia thức hải lớn kinh người như cùng một cái tiểu thế giới cho dù là hiện tại hắn ngẫm lại đều cảm thấy cao không thể chạm muốn tu luyện tới cái kia các loại cảnh giới cần muốn bao lâu thời gian yêu cầu giết bao nhiêu người giờ đây xem ra cái kia tà đế chắc chắn là tà thần điện người hơn nữa nắm giữ loại kia tu vi nói không chừng là điện chủ các loại kinh thiên đại năng cái kia vì sao hắn biết chết tại chính mình sinh ra hạ giới vạn năm phía trước phát sinh cái gì ta thân điện tiến vào qua hạ giới chân trầm trong đầu não bổ ra một đoạn chiến tranh có thể diệt ta đế bức này cường già khủng bố chắc chắn cũng là đồng cấp cái khác cường già khủng bố nắm lại huyền vũ tông cái kia to lớn huyền vũ thi hài suy nghĩ lại một chút hỏa diễm sơn mạch cái kia vạn năm không tắt hỏa diễm suy nghĩ lại một chút chính mình đã được cầu chuyển kim thân quyết truyền thừa tất cả những thứ này hết thảy xuyên chuỗi kết hợp lại phía sau để hắn càng phát giác hạ giới không đơn giản oanh một tiếng bạo hưởng phục trưởng lão phân thần thời khắc bị ngạo vũ bắt được cơ hội một cái đuôi liền bung hạ xuống phía dưới bầu trời nện vào trong lòng đất ngang ngạo vũ trường ngâm một tiếng một đôi lăng trào nháy mắt tăng vọt mấy chục lần kích thước hướng về phía dưới phục trưởng lão vỗ xuống đi âm âm phu cận đỉnh núi đều theo rung động một chút sắn chắc vô cùng dùng trận phát ra cổ qua kiến trúc bắt đầu điên cùng lung lay sau một hồi lâu hết thảy bình tĩnh lại chân trầm không có nhìn cái kia hồ to phía dưới bởi vì đã không cần thiết phục trưởng lão lực lượng thần thức đã bay ra ngoài không do dự hắn vẫn như cũ dùng hạo nhiên thành quang quyết đem tịnh hóa thôn phệ hợp thể tu sĩ lực lượng thần thức hắn thần thức trình độ nháy mắt tăng vọt theo phân thần hậu kỳ khoảng cách đỉnh phong kém một tia thoáng cái đã tăng tới phân thần đỉnh phong khoảng cách hợp thể kém một tia ta thân điện trí cao bí thuật chân chăm lầm bầm lặp lại một lần câu nói này giờ đây suy nghĩ cẩn thận hạo nhiên thành quang quyết thật là có thể nói nghịch thiên so sánh thượng giới loạn thất bát tao đủ loại bí thuật hạo nhiên thành quang quyết đơn giản trực tiếp bá đạo đây mới thực sự là cường đại, hơn nữa có thể sử dụng một đời bí thuật. Phục trưởng lão vẫn lạc thật lâu, Ngọc đỉnh tông bên trong trận pháp mới bị mở ra. Kim mọi chân nhân các loại một đám Ngọc đỉnh tông tu sĩ đi ra, đại bộ phận Ngọc đỉnh tông tu sĩ căn bản không dám nhìn thẳng chân trầm, chỉ là yên lặng cúi đầu. Cái này, Trần, Kim mọi chân nhân cảm thấy chính mình phải nói chút gì, lại nhất thời gian không biết rõ xưng hô như thế nào trần trầm tiền bối xương hô ta tính danh liền có thể cuối cùng ta cũng là ngọc đỉnh tông đệ tử chân trầm khiên tốn cười nói cái kia tha thứ lão hủ mạng muội chân trầm ngươi diệt những cái này tả long tông đệ tử sau đó chuẩn bị an bài thế nào đây còn có ta sư phụ kia giờ đây cũng không biết thế nào khi mọi chân nhân nói 10 điểm câu nệ trong mắt tràn đầy lo lắng chân trầm cười tiếp lời nói lê tiên tông chắc hẳn các người cũng đã được nghe nói lúc này các nàng đệ tử ngay tại hướng nam vực di chuyển còn không có đi bao xa ta đã để các nàng dừng lại chờ đợi một thời gian ngắn chúng ta ngọc bình tông đệ tử chạy tới sau đó cùng bọn hắn cùng đi nam vực phát triển đi về phần tông chủ lão nhân ra người ta sẽ nghĩ biện pháp kim họa chân nhân biết được trần trầm đã nghĩ kỹ tông môn đường lui hơi hơi nhẹ nhàng thở ra đã như vậy cái kia việc này không nên chậm trễ ta đây liền chuẩn bị đem tông công việc rất lời kim họa chân nhân chắp tay liền đi an bài giờ đây ngọc bình tông không có lựa chọn khác chỉ có thể mặc cho trần trầm lăn qua lăn lại thanh mộc biết trần trầm chuẩn bị làm gì bất quá nhưng không có lên tiếng chỉ là lo nhìn trần trầm một chút chân trầm đầu cho hắn một cái yên tâm ánh mắt sau đó liền khoanh chân ngồi ở ngạo vũ trên lưng sư tổ chúng ta nam vực gặp lại chân trầm một đường chăn trở một ngày sau đó liền thông qua truyền tống trận đạt tới nam vực đồng thời lại chui vào phía trước mái phục ngọn núi kia bên trong lê tiên đã sớm tại đầy đợi gặp chân trầm tới năng nhỏ giọng nói ra tà long tông không lại phải người đi ngọc đỉnh tông nghe nói như thế chân trầm trong nội tâm khẽ buông lỏng đồng dạng không môn phái nhỏ đều có mệnh giản các loại đồ vật phục trưởng lão vẫn lạc tà long tông khẳng định là trước tiên biết hắn liền sợ tà long tông không dứt lại phái một nhóm người đi cái kia tà long tông có hay không có cái khác động tác Trần chấm hỏi không thấy có số lớn thành viên xuất động hoặc là trở về ta đoán bọn hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực vẫn như cú đầu nhập đang tìm kiếm cái kia hung thủ phía trên nghe nói như thế Trần Trầm nhẹ gật đầu tà long tông giờ đây xem như tự lo không xong đã chết một cái hợp thể trưởng lão tất nhiên là đại sự nhưng tà thần điện hạ nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất người sẽ không thật nghĩ động tà long tông đi lê tiên hỏi dò chân chấm dứt khoát kiên quyết gật đầu chuyện này nhất thiết phải làm Nói xong, hắn lấy ra một cái ngọc giản giới thiệu nói, Tà Long Tông có ba tên hợp thể tu sĩ, loại trừ tông chủ bên ngoài. Cái khác hai tên đều là hợp thể sơ kỳ tu sĩ, giờ đây phục trưởng lão đã chết. Tông chủ bên ngoài tìm kiếm hung thủ, trong tông môn chỉ có một tên hợp thể cường già. Bất quá cần thiết phải chú ý là tà long tông bên trong chí ít có hơn 10 đầu chân long hậu duệ, hơn ngàn con đủ loại yêu thú. Tuy là giờ đây hơn phân nửa đều bên ngoài, nhưng nói không chừng có như thế một hai đầu hợp thể cảnh giới tại trong tông môn chân long hậu duệ có thể giao cho ta trong đầu truyền đến ngạo vũ âm thanh chân trầm khẽ gật đầu tiếp đó chỉ chỉ xa xa tà long tông mấy tòa kiến trúc nói tiến vào tà long tông phía sau trước tiên cứu người trước ngạo huynh ngươi vẫn phải tiện thể tiện thể phá hoại kiến trúc minh bạch cứ như vậy chân trầm chủ liệu hơn nửa canh giờ sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần chờ đến đêm khuya hắn theo linh thú trong túi thả ra một đầu chân long hậu duệ cái này chân long hậu duệ là phục trưởng lão đám người bọn họ đưa đến ngọc đình tông đi ngạo vũ sau khi đi ra liền bị một mực trấn nhiếp không dám nhúc nhích về sau bị bắt sống ngọ tiền bối các người muốn động tà long tông thật sự là quả tốt ta đã sớm không quen nhìn bọn hắn nếu không cho ta chụp vào cái vòng ai muốn nghe bọn hắn mạnh lệnh cái này bạch long vừa chui ra ngoài vậy mà miệng nói tiếng người ngư khí còn có chút bất bình đợi một chút nói thế nào biết sao trần trầm sâu kín hỏi biết biết các vị tiền bối đợi một chút trở ra trước đi ngựa long chỉ đem bên trong yêu thú chân linh hậu duệ toàn bộ thả ra đi chỉ cần đem bọn nó cấm chế giải trừ ta nhờ chúng nó có lẽ rất tình nguyện gia nhập đối tà long tông phá hoại Bạch Long hung tợn nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy ý phá hoại. Chân trầm ánh mắt sáng lên, nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn từng có ý tưởng này, bất quá ngạo vũ còn không phải chân chính chân linh, nhiều nhất chỉ có thể chấn nhiếp, không thể điều khiển. Giờ đây nếu Minh Bạch Tà Long Tông khống chế yêu thú biện pháp, cái kia liền có thể như thế thao tác. Vậy cứ như thế quyết định, chúng ta xuất phát. Chân trầm nghiêm túc ra lệnh. Bạch Long nghe đến đây há to miệng, chân trầm cùng Lê Tiên cũng không chê, trực tiếp chui vào về phần não vũ thì về tới linh thú trong túi nuốt vào trần trầm đám người bạch long run dày hạ thân đem một cái giả cầm chế bọc tại trên cổ liên hướng về tà long tông bay đi cũng không lâu lắm liền bay đến tà long tông trên không phục trưởng lão ở nửa đường bị người giết sát ta trốn về để nói rõ tình huống bạch long đối với phía dưới giống lên một tiếng một lát sau liền có tà long tông đệ tử bay ra cái kia tà long tông đệ tử liếc mắt nhìn bạch long cũng không nghĩ quá nhiều liền đem nó thả vào ta dẫn người đi gặp long trưởng lão đệ tử kia rõ ràng cũng được biết phục trưởng lão vẫn là sự tình gặp bạch long may mắn còn sống sót trở về trước tiên nghi đến đương nhiên là mang bạch long đi gặp trong tông môn còn lại một tên hợp thể trưởng lão ân ừ, bạch long gật một cái to lớn đại long đầu trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng đệ tử kia chỉ coi nó là nghĩ mà sợ cũng không có nghĩ quá nhiều bạch long trong miệng chân trầm cũng không nhàn rỗi thừa dịp này né mắt thời gian hắn đem phục trưởng lão nhẫn chữ vật lấy ra kiểm tra một phen bên trong linh thạch cực phẩm có chừng hơn 10 vạn linh tinh có hơn 100 khối không thể không nói tà long tông vẫn là so kim thánh tông giàu có không ít vẻn vẹn cái này linh tinh kim tông chủ liền không bỏ ra nổi đến loại trừ những linh thạch này linh tinh còn có mấy cái bọc tại bạch long trên cổ loại kia vòng tròn thứ này tên là ngự vòng là tà long tông đặc sản trần trầm xem chứng hiệu của cùng kiếp trước thần thoại trong truyền thuyết kim cô chú không sai biệt lắm hắn vốn cho là tà long tông ngự thú dựa vào là cảm hóa hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều tại vòng tròn bên cạnh còn có mười mấy loại pháp bảo tất cả đều là tinh phẩm cuối cùng còn có mấy cái ngọc giản chân trầm nhìn một chút loại trừ một mai có thể trực tiếp xem xét bên ngoài mặt khác hẳn căn bản mở không ra rất rõ ràng là dùng cái gì đặc thù bảo mật thủ đoạn xem trường là tà long tông độc môn bí tịch về phần cái kia có thể mở ra thì là tên là sư hồn thuật bí thuật bí thuật này có thể dùng cường đại thần thức trực tiếp xâm nhập kẻ yếu trong thức hải cha nhìn đối phương ký ức là một loại thiên môn bí thuật không đợi chân trầm tiếp tục nghiên cứu một chút đi bên ngoài bạch long đã bị đệ tử kia dẫn tới long trưởng lão trước mặt Long trưởng lão sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, phục trưởng lão chết rồi, ngươi còn có mặt mũi trở về nói, là ai giết phục trưởng lão? Bạch Long điều kiện phản xạ thức lạnh run, tiếp đó nhỏ giọng trả lời, cụ thể người nào ta không rõ ràng. Bắt quá khi đó phục trưởng lão dùng lưu ảnh thạch ghi chép xuống những người kia tướng mạo, đồng thời nén cho ta, lưu ảnh thạch đây, cho ta xem một chút. Long trưởng lão đưa ra tay, có chút vội vàng nói, phục trưởng lão chết rồi, đây đối với ta Long Tông thế nhưng là đại sự, hắn đang lo không giải quyết được đây, không nghĩ tới vậy mà lưu lại lưu ảnh thạch có lưu ảnh thạch, vậy coi như dễ làm. Lưu ảnh thạch giấu ở miệng ta bên trong. Bạch Long trả lời, tiếp đó há hốc miệng ra. Long trưởng lão theo bản năng hướng trong miệng nó nhìn lại, một giây sau, một vệt lóa mắt tột cùng quang hoa tại Bạch Long trong miệng nở rộ, càng có một đóa liên hoa chậm chậm nở rộ. Long trưởng lão ý thức xuất hiện như thế trong nẻ mắt hoảng hốt, một giây sau, nọ vũ liền theo Bạch Long trong miệng chui ra, một cái đem Long trưởng lão nuốt xuống, kéo kẹt kéo kẹt, một hồi để cho người ta phát lạnh nhai kỳ tiếng vang lên long trưởng lão căn bản không kịp phản ứng nhục thân liền đã tan vỡ ngay sau đó trần trầm lê tiên đồng loạt ra tay cái này lưu thủ tại tà long tông hợp thể cảnh cường giả liền hoàn toàn chết đi không nghĩ tới ta cũng chém giết hợp thể tú sĩ tiểu hỗn đản ta xem như bên trên ngươi thường giặc nhìn xem hoàn cảnh chung quanh lê tiên có chút buồn vô cờ nói trần trầm thần sắc băng lãnh giải quyết cái kia vẫn còn mộng bức trạng thái tà long tông đệ tử thản nhiên nói hôm nay nếu là có thu hoạch gì đều dùng đến phát triển lê tiên tông nghe nói như thế lê tiên trên mặt phiền muộn biến mất lấy ra một cái mặt nạ kéo lại biến thành một cái thô kịch tráng hán sau đó thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ sau một khắc xa xa liền sáng lên mãnh liệt hỏa quang ngự long chỉ ở đâu chân trầm cũng lời dùng hệ thống trực tiếp hỏi cái kia bạch long đồng thời cũng cải biến chính mình tướng mạo tại ở nơi đó ta mang các người đi bạch long thân hình du lên sau lưng Trần trầm liền hướng về tà long tông chỗ sâu bay về phần ngạo vụ đã biến thành ngàn mét khổng lồ một cái đuôi quét tới phía dưới đỉnh núi trực tiếp bị mất sạch hôi phi yên diệt chuyện gì xảy ra nhanh đi tìm long chuồng lão có hợp thể chân linh hậu duệ được kích khai trận phương thức trong lúc nhất thời vô số ô nào âm thanh tràn ngập tà long tông hơn ngàn tu sĩ đi ra nhìn thấy bên ngoài cái này một mảnh hỗn loạn đều có chút mờ mịt lùng ta lùng túng chân trầm đi tới ngự long trì bên trong một nhóm yêu thú chân linh hậu duệ tự hồ cảm nhận được bên ngoài hỗn loạn trở nên có chút sao động càng có mở ra linh trí trực tiếp hô to kêu lớn lên một bộ phong ma bộ dáng chân trầm không chút suy nghĩ liền phá ngự long chỉ cấm chế sau đó đem những cái này yêu thú trên cổ ngự vòng đều lấy xuống Không, nào nhưng cái này yêu thú cũng không khách khí từng cái so với lồng mãnh hổ còn mạnh hơn kêu gào giống giận liền ra ngoài tàn phá bốn phía nghe được động tĩnh chạy đến tà long tông tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này quay đầu bỏ chạy còn không chạy ra bao xa liền bị đuổi kịp tiếp đó bị sinh nuốt xuống chân trầm đen nén trong lòng khó chịu cuối cùng thật sâu thở dài cái này thượng giới chính là như vậy một cái thế giới đem mạnh được yếu thua pháp tắc phát huy đến cực hạn hắn cùng tà long tông nguyên bản không có trực tiếp mâu thuẫn thế nhưng giờ đây hắn làm bảo trụ ngọc bình tông cần phải đem cái này tà long tông phá hỏng trách chỉ có thể trách tà long tông xui xẻo lắc đầu hắn quay người rời đi đồng thời tại trong đầu hỏi thăm hệ thống hệ thống ngọc bình chân nhân ở đâu hỏi thăm mấy lần sau đó đạt được xác thực đáp án chân trầm lập tức theo hệ thống chỉ dẫn đi tới một tòa phổ thông kiến trúc phía trước kiến trúc này bốn phía hiện đầy trận pháp chân trầm thông qua hệ thống tìm được trận nhãn rất nhanh liền đem trận pháp phá vỡ loại này khốn trận khó phá trận là trong trận người mà ngoài trận người muốn phá trận nhưng cũng không khó vừa mới phá trận ngọc bình chân nhân liền vọt ra nhìn thấy bên ngoài hỗn loạn tình huống phía sau hắn một mặt mộng bức ngọc bình tiền bối có khỏe hay không chân trầm cười lên tiếng chào khôi phục nguyên trạng ngọc bình chân nhân vậy mới quay đầu lại nhìn về phía Trần trầm đồng thời cũng ý thức đến cứu hắn đi ra ngoài là người trẻ tuổi trước mặt này chân trầm lúc này nụ cười ôn hòa bởi vì không chút động thủ trên mình không nhúng bụi trần lại phối hợp thấu trời hỏa quang làm làm bối cảnh cùng vô số ô nào thanh âm loại mâu thuẫn này cảm giác để ngọc đỉnh chân nhân trong lúc nhất thời vậy mà không biết do nói cái gì cho phải qua thật lâu hắn mới hỏi dò đây đều là người thủ bút thiên thời địa lợi nhân hòa mà thôi không đáng nhắc đến chân trần, trần giải thích nói anh ngọc bình chân nhân thở dài cũng không nói gì cảm tạ ngữ điệu vậy mà sai người sang chỗ khác giết người chân trầm có chút kinh ngạc sau một lát bất đắc dĩ cười cười thần thức cảm ứng một lần bốn phía sau đó hắn không vội vã đi tìm tà long tông bảo khố mà là trước bay đến một tòa đại điện bên trong cái này bên trong đại điện để đó lít nhà lít nhít ngọc giản lúc này những ngọc giản này chính như cùng đốt pháo đồng dạng lốp bốc sụp đổ rất hiển nhiên đây đều là tà long tông tu sĩ mạnh giản mà mạnh giản sụp đổ thì đại biểu lấy đang có lượng lớn tà long tông tu sĩ vẫn lạc chân trầm không chút suy nghĩ một bàn tay đi xuống đem mạnh giản toàn bộ đập nát ngay sau đó vừa tìm được Tà Long Tông tàng thư địa phương, một trận phá hoại sau đó, đen đủ loại đăng ký tin tức, cùng Tà Long Tông trước kia ghi chép lịch sử tất cả đều hủy không còn một mảnh. Cái này tốt, chờ Tà Long Tông bên ngoài người trở về, ai cũng không nghĩ ra Ngọc Đình Tông. Tất nhiên, bọn hắn trở về nhìn thấy cảnh tượng này, khẳng định cũng vô tâm nghĩ suy nghĩ gì Ngọc Đình Tông, thậm chí phục trưởng lão chết bọn hắn đều không rảnh đi điều tra, tông môn đều bị hủy, còn nói cái gì phục trưởng lão? Hắn có thể tưởng tượng ra được Tà Long Tông tông chủ trở về tông môn phía sau một mặt mộng bức dáng giấc Ha ha, chân trầm cười khẽ một tiếng đen xa xa một cái ngay tại đưa tin để từ chụp thành bột mịn hôm nay hắn muốn đem nơi này hết thảy có thể lưu lại tin tức đồ vật toàn bộ hủy diệt chưa tới nửa giờ sau tà long tông tại đàn thú tàn phá bốn phía phía dưới triệt để biến thành phế tích có thể chạy thoát tà long tông tu sĩ mới chưa tới một chân chấm lúc này mới vận dụng hệ thống bắt đầu tìm kiếm tà long tông bảo khố tuy là cái này thượng giới nhẫn chữ vật có thể chứa đựng không ít thứ nhưng tu sĩ đi ra bên ngoài luôn có khả năng xảy ra bất chắc Tùy thân nếu là mang theo lượng lớn tài nguyên, vạn nhất vẫn lạc tại bên ngoài, liền sẽ đổi tông môn tạo thành không cách nào ước lượng tổn thất. Bởi vậy đồng dạng đại tông môn đều sẽ thi công bảo khố, mà không phải như trần trầm dạng này, đem lượng lớn linh thạch các loại đồ vật tùy thân mang theo. Hệ thống, phụ cận có hay không có bảo khố các loại đồ vật? Không có. Trần trầm một đường tìm kiếm, lại thêm cơ bản phán đoán, sau một lát liền tìm được bảo khố chỗ trên mặt đất. Cái này tà long tông bảo khố sắp đặt độc lập trận pháp, cực kỳ kiên cố khiến trần trầm nhịn không được hơi nhớ nhung lục đậu nếu là có lúc đậu tại hắn nơi nào yêu cầu nghĩ như vậy biện pháp phá vỡ trận pháp chỉ là không biết rõ lúc nào mới có thể tìm được liên thông hạ dưới vết nứt không gian bất quá hắn cũng không hoảng hốt lập tức đem phục trưởng lão cùng long trưởng lão nhẫn chữ vật bên trong loạn thất bát tao đồ vật tất cả đều lấy ra ngoài tại hệ thống trợ giúp phía dưới rất nhanh đã tìm được mở ra trận pháp lệnh bài tuy là tà long tông không phải một cái rất lớn tông môn nhưng bảo khổ kiến trúc tài liệu cũng cực kỳ cứng cỏi nhìn dạng kia dường như dùng tất cả đều là vật liệu luyện khí cầm vật liệu luyện khí dùng đến kiến trúc vậy mới trần trầm xem ra là một loại rất xa xỉ hành động lê tiên tông cũng phải là một cái bảo khố trần trầm suy nghĩ một chút lấy ra vạn hóa thần phong cũng không cần linh lực thôi động trực tiếp bằng vào vạn hóa thần phong mũi nhọn một đường cắt lên trần trầm người tốt nhất nhanh lên một chút vẫn là có tà long tông đệ tử đào thoát Tiếp báo đưa tin ra ngoài, ta nhìn không báo lâu, tả long tông liền sẽ an bài cường giả trở về. Đưa tin lệnh bài bên trong truyền đến lê tiên âm thanh, chân trầm không dám trì hoãn, tốc độ lại nhanh mấy phần, một chút phế liệu liền không có để vào trong nhận chửa đồ. Chính thức tiến vào bảo khố, một chút liền nhìn thấy trồng chất như núi linh thạch cực phẩm, chân trầm lướt qua phía sau liền toàn bộ thu vào trong nhận chữ vật. Linh tinh dự trữ có chừng 800 khối, hắn cũng không khách khí, cùng thu vào. Về phần đan dược, pháp bảo, luyện khí, bí tịch, những cái này càng không cần nhiều lời. Chân Trầm mỗi đi vào một gian liền đổi một cái nhẫn chữ vật, cũng không lâu lắm liền tràn đầy năm cái nhẫn chữ vật. Đen tất cả hắn có thể nghĩ đến đồ vật đều giả sau khi đi vào, không nghĩ tới lại còn có một gian mật thất. Chân Trầm nội tâm có chút hiếu kỳ, liền đẩy ra mật thất cửa lớn. Một cỗ nóng rực cảm giác lập tức đập vào mặt. Nguyên lai like là thứ này cũng đúng, tà lăng tông dù sao cũng là một cái ngự thú tông môn. Chân Trầm bừng tỉnh hiểu ra, mật thất này bên trong thả không phải cái khác đồ vật, mà là năm quả trứng. Cái này năm quả trứng kích thước màu sắc hình dạng không giống nhau. Xen ra đều là chân linh hậu duệ trứng bất quá có thể bị Tả long tông đặt ở bảo khố chỗ sâu nhất khẳng định không phải cái gì phổ thông chân linh hậu duệ không kịp cẩn thận giám định chân trầm đen năm khỏa trứng cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong nhận chứa đồ sau đó bay thẳng ra bảo khố lúc này Tả long tông đã cơ bản bình tĩnh lại rất nhiều yêu thú cũng đã biến mất không còn tắm tích chân chằm mới vừa ra tới lê tiên liền xuất hiện tại trước mặt hắn đi mau đi mau không đi nữa không còn kịp rồi nàng vừa dứt lời ngọ vũ theo chân trời sông thẳng mà đến một hồi linh lực gào thét mà qua liền lôi cuốn lấy hai người bay khỏi tà long tông cho bọn hắn sau khi đi nửa khắc đồng hồ mấy đạo lưu quang phủ xuống đến tà long tông trên không bọn hắn là âm thuận tà long tông tông chủ thỉnh cầu tới chức trợ giúp phụ cận tông môn cường giả mấy người nhìn thấy tà long tông thảm trạng phía sau đều là thận lâu không nói gì bởi vì tà long tông là ta thân điện phụ thuộc tông môn nguyên có ngày bình thường bọn hắn đều phải để tà long tông ba phân không nghĩ tới hôm nay tà long tông vậy mà trực tiếp che diệt phải biết nơi này chính là nam vực đó là ta thần điện địa bàn trực tiếp diệt một cái ta thần điện phụ thuộc tông môn đây quả thực là đối ta thần điện trần trụ khiêu khích nhiều ít năm không có người không có tông môn dám dạng này nhìn tới nam vực lại muốn không bình tĩnh nạo vụ trên tầng mây cùng bay tốc độ kia cực nhanh vô cùng tâm nửa ngày sau ba người liền về tới kim thành tông bên trong gặp đã an toàn lê tiền sắc mặt bởi vì xúc động mà hơi đỏ lên lăn xuống bậc này kinh thiên động địa đại sự cho dù nàng là hợp thể cảnh cường giả đều khó tránh khỏi tin đập rộn lên. Không có cách, thật sự là quá kích thích. Trái lại chân trầm, tuy là cũng có chút xúc động, bất quá lại so nàng bình tĩnh nhiều. Cái này không để cho nàng trải qua hoài nghi trần trầm trước đây làm qua tương tự sự tình. Nghĩ tới đây, nàng càng nghĩ mà sợ. Lúc trước nàng là làm sao dám đem tiểu tử này một mình bỏ vào Lê Tiên Tông. Còn tốt tiểu tử này không đem Lê Tiên Tông hủy. Không phải vậy nàng chỉ sợ được giận đến tàu hỏa nhập ma. Người nhìn ta làm gì? Chân trầm gặp Lê Tiên nhìn mình cầm chầm, sắc mặt biến rồi lại biến, không khỏi cười nói. Không có gì, lần này thu hoạch bao nhiêu thứ. Lê Tiên thu liễn nỗi lòng, nhỏ giọng hỏi. Rất lời trong nội tâm nàng cũng mơ hồ có chút trở mong. Bởi vì chân trầm phía trước thế nhưng là nói muốn đem lần này tất cả thu hoạch đều dùng đến phát triển Lê Tiên Tông. Không nhiều, linh thạch cực phẩm lời nói có hơn một nghìn vạn khối. Chân trầm hơi hợt nói ra, nói xong hắn cũng không nhịn được cười, nhớ ngày đó hắn vừa tới thượng giới. Đánh cướp mấy trăm khổ linh thạch cực phẩm, vui vẻ không được không nghĩ tới mới qua chút điểm thời gian này linh thạch cực phẩm liền bắt đầu lấy ngàn vạn làm đơn vị hơn một nghìn vạn khối lê tiên sắc mặt trì trệ theo bản năng hướng về sau thụt lùi hai bước nhiều linh thạch như vậy đều có thể đủ đem lê tiên tông các đệ từ truyền tổng tới so với lê tiên tông tồn kho chỉ ít nhiều năm mươi lần nhiều như vậy linh thạch cực phẩm nhưng làm sao tiêu anh linh tinh đại khai tám trăm khối chân trâm lại nói tám trăm khối linh tinh lê tiên kinh hô một tiếng Chân Trâm thấy vậy ghét bỏ nhìn nàng một cái. Nữ nhân này rõ ràng cũng là không thấy qua việc đời. Thôi thiệt hẳn lúc chứ còn cảm thấy nữ nhân này rất thù hào phóng. Anh, biết người không quen à? Ta, ta liền bốn khổ linh tinh, bình thường còn luyến tiếc dùng. Lê Tiên đáng thương nói, nàng một cái vùng hẻo lánh địa phương tu sĩ, vừa bước vào hợp thể. Thân gia cũng là cùng lợi hại chút phân thần cảnh đỉnh phong không sai biệt lắm. Hơn nữa cái này lợi hại chút phân thần đỉnh phong vẫn không thể là nam vực. Loại tình huống này chỉ có bốn khối linh tinh, vậy liền rất bình thường phải biết tại vùng hẻo lánh địa phương có phân thần đỉnh phong đều không có linh tinh bốn khối linh tinh thân là ta nhà hoàn tại sao có thể nghèo như vậy cầm đi tu luyện đi chân trầm nhiều nhớ may ném cho nàng một cái nhẫn chữ vật bên trong chứa đại khái 100 linh tinh lê tiên tiếp nhận xem xét lại là trở nên kích động nếu không khỏi bị mất mặt nóng lòng tại chỗ cho trần trầm đấm lưng thấy được nàng cái kia rõ ràng kích động muốn nảy dựng lên lại cố nén thần tình trần trầm không khỏi âm thầm hài lòng Lúc trước nữ nhân này trước khi bế quan liền là như thế ném nhân chữ vật cho chính mình. Hiện tại rốt cục nhân vật thay đổi, thế đạo này liền là như thế không ổn định. Linh tinh linh thạch đều là chuyện nhỏ, vẫn phải không ít đan dược, có chừng một vạn bình. Bất quá những đan dược này khả năng có đặc thủ tiêu chí, tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi. Và liệu luyện khí cũng có rất nhiều, nhưng cái này ngược lại là có thể cho Kim Thánh Tông xử lý. Luyện chế một nhóm không tệ pháp bảo, chờ di chuyển tu sĩ đến, liền có thể trực tiếp dùng tới. Về phần bí tịch nha, nhìn một chút liền được, vẫn là không cần luyện tốt. Trần Trầm một bên nói một bên cầm nhẫn chữ vật, bên trong tất cả đều chứa đầy. Lê Tiên muốn nói lại thôi, nàng thực ra cũng đổi không ít thi thể, nhưng cùng Trần Trầm thu hoạch so sánh, quả thực có thể bỏ qua không tính. Mày thứ hai, Tà Long Tông trên không, một đoàn tu sĩ si áo đen nhìn phía dưới cảnh tượng ngẩn người. Đây đều là theo các nơi đi suốt đêm trở về Tà Long Tông tu sĩ. Tà Long Tông tông chủ cũng ở tại bên trong, nhìn xem trống giống bảo khố cùng ngự lăng trì. Tà Long Tông tông chủ cái này hợp thể trung kỳ, sống mấy ngàn năm tu sĩ vậy mà vuốt một cái chua xót nước mắt nhưng cái này thế nhưng là tông môn không biết bao nhiêu năm tích lũy xuống nội tình không nghĩ tới một khi hủy hết gặp tông chủ rời lệ tu sĩ khác cũng khóc theo một loại bi thương không khí tại tà long tông trên không bắt đầu tràn ngập đủ rồi khóc cái gì theo ta đi xuống điều tra tình huống một tên mang tà thần điện y phục lão giả quát lạnh một tiếng đi xuống xem xét tình huống tà long tông tông chủ thấy vậy đuổi nhanh đi theo sau trưởng lão từ nay về sau chúng ta tà long tông sợ là không thể cho tà thần điện đến sức lực phục vụ sợ cái gì phía trên nói tà long tông may mắn còn sống sót tất cả tu sĩ tư chất không tệ có thể gia nhập tà thần điện về phần tư chất kém chút có thể thân thình đi quản lý một chút tiểu thế giới người phải biết chúng ta tà thần điện sẽ không bạc đái bất luận cái nào làm chúng ta đến sức lực phục vụ qua tông môn cái kia tà thần điện trưởng lão tự tốn nói đồng thời bắt đầu dọn dẹp phế tích đa tạ trưởng lão tà long tông tông chủ tranh thủ thời gian cảm ơn sau đó phối hợp trưởng lão kia cùng nhau tìm kiếm một đám người trọn vẹn tra tin nửa ngày lúc này mới phát hiện tất cả có thể lưu lại tin tức đồ vật đều bị hủy cho dù là bí mật tại nhất trong góc cũng không ngoại lệ nhưng cái kia trốn tới tu sĩ nhưng từng thấy cái gì cái kia tạo thần điện trưởng lão thần tình trở nên ngưng trọng lên đem tất cả có thể lưu lại tin tức đồ vật tất cả đều tinh chuẩn hủy diệt đây cũng không phải là đồng dạng hợp thể tu sĩ có thể làm được sự tình hắn thấy cái này chí ít yêu cầu hợp thể hậu kỳ trở lên thần thức tu vi thậm chí khả năng yêu cầu độ kiếp kỳ độ kiếp kỳ cường giả khó xử như thế một cái môn phái nhỏ không đến mức anh trưởng lão lúc ấy tình huống hỗn loạn màn thú tàn phá bốn phía bọn hắn trốn vội vàng căn bản không dám quay đầu nhìn bất quá ngược lại là có mấy cái thận trọng đệ tử nâng lên giường như có một đầu hình thể khổng lồ hình rồng yêu thú cũng không thuộc về chúng ta tà long tông mà nó cũng đối tà long tông phá hoại lớn nhất tà long tông tông chủ chậm chậm nói ra cái kia tà thần điện trưởng lão nghe vậy lộ ra bừng tình hiểu ra thần sắc đoán chừng là cực kỳ cường đại chân linh hoặc là chân linh hậu duệ đối với các người tà long tông trả thù nếu là như vậy cũng là có thể giải thích thông suốt tại nơi này thượng giới có thể không bán tà thần điện mặt mũi chỉ có những cái kia vô cùng cường đại chân linh đừng nhìn có chút siêu cấp cường giả có thể săn giết chân linh lấy hồn luyện khí nhưng trên thực tế chết tại chân linh trong tay siêu cấp cường giả càng nhiều hơn 10 vạn năm trước càng là có một siêu cấp thế lực bị hủy bởi chân linh tay một tên sát phi thắng nửa bước tiên nhân bị chân linh diệt xác nếu không như thế một giới này cũng sẽ không gọi chân linh giới thế nhưng là chúng ta tà long tông bảo khố cũng bị người bưng liền đối yêu thú vô dụng đan dừa cũng mất tà long tông tông chủ bắt đắc sĩ nói yêu thú này linh trí cực cao nói không chừng có chút đặc thù nhu cầu nếu không là linh trí cao nó làm sao lại đem ẩn tàng lưu ảnh thạch đều phá hỏng nghe được lời giải thích này tà lăng tông tông chủ cũng chỉ có tán thành thực ra trong lòng của hắn càng hy vọng là người làm bởi vì người vì có hy vọng truy hồi tổn thất mà nếu là chân linh làm cái kia truy hồi tổn thất xác suất liền cực nhỏ việc này chúng ta tà thần điện sẽ cho cái thuyết pháp ngươi yên tâm đi cái kia chưa chắc liền là chân linh nói không chừng chỉ là chân linh hậu duệ không phải vậy các ngươi làm sao lại có đệ tử có thể trốn tới còn nếu là chân linh hậu duệ chúng ta vẫn là sẽ muốn tất cả biện pháp đen săn giết Trưởng lão nói là, Tà Long Tông tông chủ gật đầu đáp, nhưng trong lòng có chút đắng chát, so với Tà Long Tông tổn thất, Tà thần điện càng quan tâm là mặt mũi. Tà Long Tông bị hủy bởi chân linh tay, kết quả này rõ ràng càng có lợi hơn tại bảo vệ Tà thần điện mặt mũi. Giờ này khắc này, hắn đã có thể tưởng tượng đến ngày mai ngoại giới sẽ như thế nào lưu truyền. Không qua mấy ngày, đối tại Kim Thánh Tông trần trầm liền nghe ra đến bên ngoài tin tức, Tà Long Tông bởi vì quanh nam bắt lấy chân linh hậu duệ lọt vào cùng đại chân linh trả thù, bị hủy diệt tông môn khiến hắn đã kinh ngạc có vui sướng hắn chẳng thể nghĩ tới làm trận này đại sự cuối cùng nổi tất cả đều úp ngạo vũ trên mình bắt quá chuyện này theo ngạo vũ mà lên nó cóng nổi cũng là phải thời gian như nước chảy trong nẻ mắt đi qua nửa năm bởi vì diệt sát tà thần điện đệ tử hủy đi tà long tông sự tình chân trầm nửa năm qua này đều có chút điệu thấp cơ hồ không chút đi ra kim thánh tông chỉ là đối tại trong tông môn yên tâm tu luyện bởi vì sớm nắm giữ pháp tắc lại thêm lượng lớn tài nguyên nửa năm thời gian hắn tu vi bước vào phân thần hậu kỳ luyện thể tu vi cũng có nhất định tiến bộ tất nhiên tiến bộ lớn nhất vẫn là hắn thần thức tù vi ngày đó diệt tà long tông hắn dùng hạo nhiên thánh quang quyết đã hấp thu không ít lực lượng thần thức chỉ bất quá phẩm chất không cao không có thể đột phá bình cảnh giờ đây trải qua qua nửa năm tu luyện bình kia cổ rốt cục đột phá hắn thần thức trình độ đạt tới hợp thể sơ kỳ trình độ lấy dạng này lực lượng thần thức vận chuyển vạn binh quyết có thể đồng thời điều khiển 18 món pháp bảo uy lực gia tăng gấp mấy lần không thôi hiện tại hắn cho dù không sử dụng vạn hóa thần phong cũng có thể hòa hợp thể sơ kỳ cường giả đạo sức đấu cuối cùng hợp thể sơ kỳ tu sĩ lớn nhất hai loại ưu thế lực lượng phát tác cùng cường đại thần thức hắn tất cả đều nắm giữ công tử nói cho ngươi một tin tức tốt ngoài cửa lúc này chuyển đến lê tiên âm thanh ngay sau đó lê tiên liền bước nhanh đi vào trong phòng tin tức gì trần trầm cười hỏi cái này lê tiên kéo không xuống mặt gọi hắn chủ nhân nguyên cớ một mực đến nay đều xưng hô hắn là công tử chúng ta lê tiên tông đệ tử đã cũng bay đến nam vực không bao lâu liền có thể chuyển vào tân sơn môn nghe nói như thế trần trầm cũng nở nụ cười giờ đây lê tiên tông nhưng thật ra là lê tiên tông cùng ngọc đình tông hợp thể sản vật tên là lê tiên tông nhưng kỳ thật đã hoàn toàn là hắn tông môn cho lấy bảo lưu danh tự cũng chỉ là cho lê tiên một cái tưởng niệm mà thôi vậy ngươi trước đi làm tông chủ á qua một thời gian ngắn ta lại rời qua ở trần trầm cười nói tân lê tiên tông thế nào chủ liệu thực ra đã sở man bài tốt từ lê tiên đảm đương tông chủ ngọc đình chân nhân đảm đương phó tông chủ hắn thì ở phía sau màn giờ đây hắn cũng nghĩ thoáng một cái tông chủ danh hào đối với hắn tới nói căn bản có cũng được mà không có cũng không sao ân thiết thân trước đi sơn môn an bài cho hết thầy an bài thỏa đáng sau đó lại cung hình công tử giá lâm lê tiến rất lời vui tươi hớn hở lại chạy ra ngoài nhìn xem nàng bóng lưng trần trầm trở nên hoảng hốt trong đầu không tự giác xuất hiện hạ tích xương bóng hình xinh đẹp một loại tên là từng niệm cảm xúc dần dần hiện lên đi ra lúc trước hắn vừa tới thượng giới chưa quen cuộc sống nơi đây thầm nghĩ nhiều nhất liền là như thế nào tại thượng giới đứng vững gót chân giờ đây tân lê tiên tông lập nên hắn cũng coi như tại thượng giới có cơ nghiệp loại tình huống này hắn một cách tự nhiên liền nghĩ đến hạ giới hạ tích xương cùng cái khác tiểu đồng bọn hiện tại đem bọn hắn tiếp nối đến có một khối ổn định đặt chân địa phương vừa nghĩ vậy trong lòng của hắn một hồi dao động ra ngoài đi tìm vết nước không gian nguyện vọng càng cường liệt trong nửa năm này bên ngoài tuy là vẫn như cũ có người đang tìm kiếm hợp thể phía dưới nắm giữ mộc chi pháp tắc tu sĩ đan hà tông tông chủ con gái tu luyện vấn đề cũng vẫn không có giải quyết nhưng xa không còn nửa năm phía trước nóng bỏng Giờ đây hắn ra ngoài, chỉ phải khiêm tốn một chút, hắn là sẽ không bị người chú ý. Anh, cô không biết giờ đấy hạ rồi thế nào. Chân trầm nhẹ giọng thở dài, trong bất trí bắt giác lâm vào trong hồi ức. Nửa tháng sau, Lê Tiên Tông cùng Ngọc Đình Tông rất nhiều tù sĩ đều tại Tân Sơn Môn an ngừng tạm đến. Tân Sơn Môn nằm ở Kim Thánh Tông phương Nam hơn 3.000 dặm, cùng Kim Thánh Tông xem như hàng xóm. Bên trong đủ loại kiến trúc đã sớm kiến tạo hoàn thành, trận pháp cũng đã bố trí hoàn toàn bởi vậy những tu sĩ này mới vừa một bước vào tông môn rất nhanh liền tiến vào quý đạo trần trầm thì tại kim thánh tông chủ bị ra ngoài sự tình chuyến này ra ngoài cũng không biết phải báo lâu hắn không chỉ muốn chuẩn bị đầy đủ đi ra càng phải đem tông môn sự tình an bài thỏa đáng bận rộn ở giữa luyện dương đưa tới một khối mới tinh mặt nạ này mặt nạ là căn cứ lê tiên trước đây cho hẳn cái kia cải tạo lúc trước mặt nạ kia chỉ có thể che chắn phân thần trung kỳ trở xuống thần thức điều tra giờ đây này mặt nạ lại đủ để giấu giếm được hợp thể trung kỳ không thể không nói luyện dương luyện khí trình độ là càng ngày càng cao trương huynh người cái kia vạn binh quyết tần yêu cầu chín món pháp bảo ta cũng nhanh luyện chế hoàn thành ba ngày đợi thêm ba ngày liền có thể luyện dương đưa ra ba ngón tay một mặt đã tính trước thần sắc chân châm mỉm cười gật đầu người bạn này hắn kết giao không thua thiệt cho đen tích xương tiếp vào thượng dưới sau đó hắn vẫn phải để luyện dương luyện chế lại một lần một thoáng cái kia thiên khuyết thần kim luyện huynh đa tạ người ta ở giữa nói cái gì cảm ơn anh tốt lời nói không nói nhiều ta còn phải trở về luyện chế cái kia mấy món pháp bảo cáo tư rất lời luyện dương cũng không trì hoãn thân hình lấy lên liên quay trở về hắn này tòa đỉnh núi tối hôm đó chân trầm đi lê tiên tông tân tông môn gặp hai cái tông môn đệ tử ở chung mười điểm hai hòa trong lòng của hắn có chút vừa ý duy nhất để hắn có chút không quá cao hứng là đi qua một đường đồng hành phía sau ngọc bình tông các luyện đan sư cũng học được thiên đạo cờ đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt chân trầm có một cái trọng yếu tin tức chân trầm đang đứng tại đỉnh núi bên trên quan sát toàn bộ tông môn Sư tổ Thanh Mộc đột nhiên bay tới, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Sư tổ, cái dạng gì tin tức đáng giá người trịnh trọng như vậy? Chân trâm ngoảnh lại cười hỏi. Thanh Mộc nhìn chung quanh, tiếp đó nhỏ giọng nói. Có hạ giới tu sĩ phi thăng lên tới, đồng thời liên hệ lên chúng ta Ngọc Đình Tông. Cái này một khối hiện tại là ta quản, cho nên trực tiếp liên hệ đến ta nơi này. Cái gì? Chân chấm sắc mặt lập tức biến đổi, mới vừa từ dung biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó không gì sánh kịp xúc động. Đi tới thượng giới gần 2 năm, hắn rốt cục lại lấy được hạ giới tin tức. Bất quá nghĩ lại, hắn lại cảm giác có chút không đúng. Liên hệ Ngọc Đỉnh Tông, vậy dĩ nhiên là Ngọc Đỉnh Đan Tông tu sĩ. Mà Ngọc Đỉnh Đan Tông luyện hư, hắn trước khi phi thăng, nhưng là sư phụ Ngọc Quỳnh một người. Tuy là hắn 10 điểm hy vọng là Ngọc Quỳnh, nhưng này thời gian Ngọc Quỳnh mới luyện hư sơ kỳ, chỉ là 2 năm. Đó là tuyệt đối không có khả năng phi thăng. Là ai phi thăng lên tới trần trầm bắt lấy thanh mục tay hỏi. Hắn trước khi phi thăng trận đại chiến kia, hạ giới hai tộc nhân yêu luyện hư thế nhưng là gắt gao, phi thăng phi thăng. Theo lý thuyết thời gian ngắn sẽ không có tu sĩ phi thăng lên để mới đúng. Thanh Mộc nghe vậy có chút xấu hổ, nói khẽ, căn cứ nó nói, nó là vô tận hải yêu tu, không có danh tự, để cho ta xưng hô hắn là giải yếu. Về phần nó là như thế nào thu được chúng ta Ngọc bình Tông tại thượng giới phương thức liên lạc, nó nói là vô tận hải chi vương cho nó. Nghe nói như thế, chân châm bừng tình hiểu ra, nguyên lai like là vô tận hải hải yêu phi thăng, giải yêu hẳn là vô tận hải đầu kia cự giải đại hải yêu đi phương thức liên lạc là vô tận hải chi vương cho vậy khẳng định liền là lục đậu về phần ai cho lục đậu không phải tích xương liền là sư phụ ngọc quỳnh câu giải đại hải yêu phi thăng thời điểm đến thượng giới phương thức liên lạc đều chuẩn bị xong vậy khẳng định cùng hạ giới tu sĩ nhân tộc có nhiều giao lưu đối hạ giới tình huống biết không ít nghĩ tới đây trần trầm trong nội tâm liền trở nên kích động biết hạ giới tình huống liền tốt đừng nói đối phương là vô tận hải hải yêu Liên lúc trước cùng hắn là địch quay yêu tộc phi thăng hắn hiện tại cũng biết thật tốt đổi đãi nó ở đâu trần trầm dùng hơi hơi run rẩy ngữ khí hỏi không biết rõ thanh mộc lắc đầu vậy nó biết nói chúng ta ngọc đỉnh tông vị trí ư ta nói nhưng địa danh nó một cái đều chưa nghe nói qua chân trầm sau khi nghe xong trong nội tâm không còn gì để nói tình huống này của thực cùng hắn lúc trước giống như đúc nếu không hắn lúc trước vận khí tốt gặp được thanh mộc sư tổ hiện tại còn không biết gió đang ở đâu mà cự giải đại hải yêu cũng không có hắn như thế thông minh lại là cái con qua lớn Vậy phải làm sao bây giờ sẽ không bị người bắt đi ăn đi? Nghĩ tới đây, Trần Trầm liền rất lo lắng. Nóng lòng trực tiếp vận dụng một lần kia một giới tìm tòi cơ hội đem cự giải đại hải yêu tìm ra. Thế nhưng là hắn biết vậy không được, bởi vì đó là giữ lại tìm vết nước không gian. Trần Trầm, ngươi đừng vội, đây là có thể liên hệ để nó đưa tin lệnh bài. Thanh Mộc từ trong ngực móc ra một mai xưa cố lệnh bài, đưa đến Trần Trầm trên tay. Trần Trầm sau khi nhận lấy lập tức đưa tin ra ngoài. Sài huynh, chắc hẳn ngươi còn nhớ rõ ta đi ta là lục đậu, vô tận hải chi vương bằng hữu, trước đây một chỗ ngồi trên người ngươi cái kia, nhớ kỹ, ngươi đạo lữ để cho ta nhắn cho ngươi. Rất nhanh, cơ giải đại hải yêu liền đưa tin mà đến, cái gì chân trầm tay mơ hồ có chút run rẩy. hạ rời mấy đại tông môn đã hợp lại, hai tộc nhân yêu cũng đình chỉ chiến tranh. Hiện tại song phương xuất sắc hài hòa, còn có người đạo lữ, người hài tử, cha mẹ ngươi, ngạch, nói tóm lại, mọi chuyện đều tốt, để ngươi chờ còn nhớ mong, tại thượng giới nhiều hơn bảo trọng nghe đến đó Trần trầm hốc mắt trực tiếp ẩm ướt một giọt nước mắt không tự giác cắt rơi xuống trong tay đưa tin lạnh bài càng bị hắn nắm chặt nhanh đều tốt là được đều tốt là được lầm bầm nói nhỏ hai câu phía sau hắn đang chuẩn bị hỏi một chút cự giải đại hải yêu chung quanh tình huống kết quả cự giải đại hải yêu lại nói bất quá hạ dưới giường như phát sinh một chút biến hóa linh khí biến nồng nặc rất nhiều tại lần trước đại chiến trên không xuất hiện một cái vô tận hải chi vương kích thước lộ đen rất là quỷ dị vô tận hải chi vương kích thước đó phải là hai cái lớn cỡ bàn tay lộ đen chẳng lẽ là vết nứt không gian chân trầm thoáng cái tinh thần tỉnh táo hạ giới có vết nứt không gian rất có thể liền là thông hướng thượng giới chỉ cần hắn có thể tìm tới thượng giới vết nứt không gian chỗ tồn tại cái kia coi như không thể trở về đi cũng có thể đưa chút đồ vật đi hạ giới để hạ giới tu sĩ nhanh chóng phi thăng ngoài ra còn có tình huống như thế nào ư ừ. không có dường như liền nhiều như vậy ngươi bây giờ chung quanh là cái gì hoàn cảnh cho ta miêu tả một thoáng chân trầm cũng không phải cái qua sông đoạn cầu người sẽ không biết được hạ giới tình huống phía sau liền mặc kệ cự giải đại hải yêu chung quanh thật nhiều bão cát linh lực cực độ loáng không có biển lớn cũng không có lục địa cũng không nhìn thấy tu sĩ khác chỉ có cát bụi cự giải đại hải yêu có chút bất đắc dĩ miêu tả nói nghe được cái này hình dung trần trầm trong nội tâm lộc bồ một tiếng địa hình này như thế nào như vậy giống hãn hải đại sa mạc chẳng lẽ cái này cự giải đại hải yêu cùng mình phi thăng tại cùng một cái địa điểm nếu thật là dạng này xem ra phi thăng tới thượng dưới phía sau xuất hiện địa phương cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên mà là có nhất định quy luật Trần Trầm suy nghĩ một chút, lại nói một chút hãn hải đại sa mặc đặc thù. Cảnh vật chung quanh có phải hay không cùng ta miêu tả không sai biệt lắm. Phải, đúng, giải huynh, ta đã biết, ngươi tìm một chỗ trước trốn tránh, ta đây liền đi tiếp ngươi. Rất lời Trần Trầm thu hồi đưa tin lệnh bài, nhìn về phía thanh mộc. Sư tổ, ta biết đại khải nó chỗ tồn tại vị trí, ta hiện tại liền đi tiếp nó. Vội vã như vậy, ách, tốt ta. À. Thanh mộc hơi kinh ngạc, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Trần Trầm liền biến mất tại trước mặt hắn vùng hẻo lánh địa phương thông tiên thành khoảng cách hãn hải đại sa mạc 10 điểm xa xôi mà đoạn này xa xôi lộ trình chỉ có thể dựa vào phi hành dứt khoát có ngạo vũ thay đi bộ không phải vậy đoán chừng phải bay 10 ngày nửa tháng mới có thể đến hãn hải đại sa mạc ba ngày sau đó chân trầm lại lần nữa đi tới xa phong thành nơi này là hoàng lê quê nhà thanh trì này vẫn giống như trước kia xưa cổ tăng thương tiến vào xa phong thành phía sau chân trầm trực tiếp rơi xuống trong phủ thành chủ một nhóm thủ vệ gặp đột nhiên xuất hiện một người xa lạ tất cả đều cực kỳ hoảng sợ đang chuẩn bị lên trước hỏi thăm tình huống lại phát hiện phảng phất đã trúng định thân thuật căn bản là không có cách tổng đậy chân châm bỏ qua đám người này mấy bước bước ra sau đó đã đi tới một gian có chút ưu tĩnh trong phòng tu luyện trong phòng tu luyện có một hoàng y ngoại tộc tráng hán chính giữa ngồi xếp bằng tu luyện trên mặt tràn đầy trầm tư suy nghĩ thần sắc tựa hồ trong tu luyện gặp được vấn đề nan giải gì khu phụ chân trầm thấy vậy giấu tay nhẹ ho hai tiếng hoàng y tráng hán nghe được thanh âm này như là bị kim đâm bờ mông nhảy lên một cái hoàng sợ nói là ai giúp ta một việc Trần Trầm cũng không bất kể hắn là cái gì cảm tưởng. Một bên nói một bên mất đi 100 khổ linh thạch cực phẩm đi qua. Cái này xa phong thành chủ nguyên thần hậu kỳ tu vi. 100 linh thạch đối với hắn tới nói đều xem như một bút kinh thiên cự khoản. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện linh thạch cực phẩm, xa phong thành chủ nhãn châu xoay động. Một lát sáu rốt cục ý thức đến phát sinh cái gì. Điều này hiển nhiên là gặp được cực kỳ khủng bố cường giả. Bất quá hắn lại không có vội vã cầm linh thạch, mà là đứng lên không người thì lễ một kẻ nói. Tiền bối, có dặn dò gì còn xin nói rõ, ta muốn đi vào hãn hải đại sa mạc tìm người, ngươi đi với ta một chuyến, hoặc là, ngươi tìm cái quen thuộc hãn hải đại sa mạc người coi ta dẫn đường. Trần Trầm nói thẳng, Sa Phong Thành chủ nghe vậy lâm vào dầu gì bên trong, hắn xem như Sa Phong Thành bên trong tương đối quen thuộc hãn hải đại sa Mặc người. Nhưng nếu là theo tiền bối này đi, phát sinh nguy cơ tiền bối này có thể chỉ mình ư. Nếu không cùng lời nói, hắn thật không dám cầm 100 khối linh thạch cực phẩm. Sau khi chuyện thành công, ta còn có hậu báo, về phần an nguy, ngươi không cần lo lắng chỉ cần ta tại chắc chắn bảo hộ ngươi không có chuyện gì chân trầm nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì lập tức lại bổ sung một câu sa phong thành chủ nghe vậy trong nội tâm hạ quyết tâm cắn răng nói tiên bối tại hạ nguyện ý cùng ngươi tiến đến ta trước ăn bài một chút trong thành sự tình rất lời sa phong thành chủ cũng không khách khí đem linh thạch thu vào sau đó liền đi ra tu luyện thất một khắc đồng hồ phía sau hắn liền ăn bài xong xuôi hết thảy theo trần trầm hướng về hãn hải đại sa mạc bay đi đoạn đường này trần trầm phương tiện giao thông là theo tà long tông nơi đó được đến bạch long cái này bạch long biết ngày đó trần tướng hắn tất nhiên không đem nó thả đi mà là đem nó mang tại bên cạnh chim mạo vũ tiểu đệ nhưng mà cho dù là cái này phân thần cảnh bạch long đều đem xa phong thành chủ dọa cho phát sợ tuy là hắn không biết rõ cái này bạch long tu vi gì nhưng chỉ là tùy ý triển lộ ra khí thế liền để hắn có chút không chịu nổi tiền tiên bối tiến vào hãn hải đại sa mạc phía sau có thể ngồi một chút nhỏ ý yêu thú như loại này cường đại chân linh hậu duệ vẫn là thu lại tương đối tốt như thế nào tiên bối có chỗ không biết hãn hải đại sa mạc bên trong có một đầu cực kỳ cường đại chân linh tên là thiên hạt cái này chân linh lãnh địa ý thức cực mạnh ta hiểu được Chân châm lên tiếng, đem Bạch Long bỏ vào linh thủ túi, sau đó lại lấy ra hắn chiếc kia đầu già đến phi chu, nhìn thấy cái kia phi chu, xa Phong thành chủ ánh mắt có quắc một trận, nguyên lai like tưởng rằng tiền bối này có thể là luyện hư đỉnh phong tồn tại, giờ đây xem ra, chỉ sợ không chỉ, cũng khó trách có thể tiện tay lấy ra 100 khú linh thạch cực phẩm, dạng này tiền bối, toàn bộ thân gia, chỉ sợ có một vạn linh thạch cực phẩm anh. Trần Trầm không để ý tới Sa Phong thành chủ khiếp sợ, mà là lấy ra đưa tin lệnh bài liên hệ lên cựu giải đại hải yêu, để cựu giải đại hải yêu đem chung quanh tác phong hoàn cảnh phi thường cụ thể nói một lần. Hắn lại thuật lại cho Sa Phong thành chủ. Sa Phong thành chủ sau khi nghe xong sắc mặt hơi đổi một chút nói: Tiên bối, cái này hãn hải đại sa mạc bên trong có một đầu thương đạo. Đi cái này thương đạo rất ít xảy ra chuyện, nhưng theo bằng hữu ngoài miêu tả hoàn cảnh đến nhìn, tám chín phần mười tại hãn hải đại sa mạc chỗ sâu, nơi đó báo cát cực kỳ đặc thù, thần thức không mạnh tu sĩ si sau khi đi vào tuyệt đối sẽ lạc đường vậy ngươi biết sao trần trầm hỏi ngược lại sa phong thành chủ cười đắc ý theo một cái linh thú trong tù lấy ra một cái chỉ lớn chừng của đấm linh điểu trên này tên là Sa tước có thể ổn định chỉ hướng phương nam có nó tại ta cả gan xông qua mấy lần hãn hải sa mạc chỗ sâu trần trầm thấy vậy có chút im lặng xa điêu ngốc thiếu cái này trong sa mạc có thể biết đường chim danh tự của nhiên đều không tầm thường không dành nghe cái này sa phong thành chủ nói khoác đi xuống trần trầm đột nhiên thôi động phi chu hướng về hãn hải đại sa mạc chỗ sâu bay đi trong bất chi bất xác liền đi qua ba ngày chân trầm cung xa phong thành chủ loại trừ thấu trời cắt vàng bên ngoài cái gì đều chưa thấy qua mà căn cứ xa phong thành chủ tính ra bọn hắn tìm ba ngày này đại khái là tìm hãn hải sa mạc một phần vạn địa phương như thế tìm đi xuống được tìm trăm năm càng khiến người ta bắt gấp là cự giải đại hải yêu bởi vì muốn đến thử lấy lưu lại ẩn ký tại hãn hải đại sa mạc bên trong lạc mất phương hướng giờ đây chính giữa không biết rõ trong sa mạc chỗ nào lưu lạc tiên bối ta thay ngươi liên hệ hãn hải sa mạc chung quanh năng nhân dị sĩ treo giải thưởng để bọn hắn tìm kiếm a à không trải qua dùng nhiều chút linh thạch sa phong thành chủ nhỏ giọng đề nghị linh thạch không là vấn đề chân trầm mới vừa đồng ý sau một khắc hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái nhanh chóng lôi kéo sa phong thành chủ hướng bên phải lưới lên oanh kèm theo một tiếng oanh minh đất cát bên trong đột nhiên lộ ra một cái dài đến trăm mét to lớn màu đen đuôi bọ cạp sa phong thành chủ nhìn thấy cái này đuôi bọ cạp trên trán mồ hôi lạnh nháy mắt liền thấm đi ra đây là chân linh hậu duệ âm um âm um. hắn vừa dứt lời phía dưới đất cát bắt đầu chấn động lên ngay sau đó một cái chiếm một diện tích vài trăm mét khủng bố cự hạt hiện lộ ra cái này cự hạt đôi đen kịt ngược lại chỉ ngước lên cuối cùng bé nhọn vô cùng lười ra rét lạnh vô cùng quang mang xẹt xẹt á cự hạt nhìn xem trên đỉnh đấu hai người trong miệng phát ra kỳ dị tiếng kêu ánh mắt bên trong tràn đầy hung ác tiền bối chúng ta mau trốn sa phong thành chủ lôi kéo chân châm liền muốn chạy trốn nhưng lại căn bản là không có cách lay động chân châm mảy may một cái linh trí chưa mở nghiệt xúc cũng dám lỗ mãng Chân châm hừ lạnh một tiếng, 18 món pháp bảo theo trong cơ thể bay ra, tạo thành cường đại trận pháp hướng về cự hạt phủ đầu lông phủ xuống. Cự hạt vung vẩy đôi muốn đánh bay những pháp bảo kia, lại đều bị né tránh ra. Xì xì xì, một hồi lưỡi dao và thịt âm thanh vang lên. 18 món pháp bảo đồng thời đâm vào cự hạt khớp nối uy hiếp chỗ. Ngay sau đó linh lực ẩm vang bộc phát, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, nhấc lên vô tận cát bụi, chờ cát bụi tan hết, cái kia cự hạt đã bị nổ liền xiển, khắp nơi đều là cái này. Sa phong thành chủ trận mắt hốc mồm trong lúc nhất thời hoảng sợ nói không ra lời chân châm thì là tương đối thành thục rơi xuống phía dưới đem cái này cự hạt rác xác nội đàn tất cả đều thu vào cái này cự hạt mặc dù không có linh trí lại có phân thần kỳ nhục thân thực lực vẻn vẹn những cái này rác xác liền có thể bán một số lớn linh thạch hắn tự nhiên không thể lãng phí trừ cái đó ra tuyến độc giá trị cũng không thấp cùng luyện dương nhận thức lâu hắn biết các loại chân linh hậu duệ cái nào bố vị đáng tiền nhất nhưng mà chờ thu thập xong cự hạt sau đó chân trầm lại đột nhiên dừng lại thân hình sau đó cẩn thận từng ly từng tí gầy gầy dưới chân cát tất trong đất cát một tay nắm kích thước bọ cạp chui ra chính giữa diễu võ ra ngoài chân trầm trầm mặc chốc lát sau đó phóng lên tận trời lôi kéo xa phong thành chủ liền hướng xa xa chạy trốn mà đi